Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện đăng hoa tiếu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Chương 11, Rắc Rối Cô muốn làm đại phu chính trần bệnh ư? Đỗ trường khanh trợn mắt, lục cô nương, cô đang đùa ta à? Lục đồng bình tĩnh nhìn hắn. Đỗ trường khanh nhấp một ngụm trà, một lúc sau mới lại nói, lục cô nương, làm đại phu trần bệnh không phải chỉ nói xuông, các cô cũng đã nghe nói qua, hoặc thấy qua rồi, đại phu chính đa số đều là nam nhân lớn tuổi. Cô nương còn trẻ thế này. Lục Đồng cầm chén trà trước mặt lên, nhìn những chiếc lá trôi nổi trong chén trà. Từ xưa đến nay, đại phu càng lớn tuổi càng có danh tiếng, những y sĩ trẻ tuổi thường bị chê là y thuật không đủ cao minh, luôn phải đợi đến khi tóc bạc mới dần dần tạo dựng được danh tiếng. Thấy Lục Đồng im lặng, Đỗ Trường Khanh tha thiết khuyên nhủ, "Lục cô nương, từ nhỏ tại hạ đã sống ở Thịnh Kinh. Ta nói thật, một cô nương xinh đẹp như cô thì lẽ ra không cần phải vất vả làm việc, càng không nói đến việc xuất đầu lộ diện. Nếu gia đình cô nương mà biết thì họ sẽ đau lòng lắm." Ánh mắt Lục Đồng khẽ động khi nghe đến từ gia đình. Đỗ Trường Khanh không để ý tới biểu tình của nàng, tiếp tục nói, "Chỉ cần đưa trà thảo mộc cho ta, ta trả tiền cho cô." coi như ta bán hộ, được không? Lục đồng, nhân tâm y quán là y quán chứ không phải hiệu thuốc. Thì cũng gần như nhau thôi. Lục đồng đặt bát trà xuống, nhìn đỗ trường khanh, đỗ công tử, huynh hoài nghi ta không có năng lực hành y sao? Cũng sợ ta sẽ gây ra phiền toái không giải quyết được cho y quán của huynh sao? Đỗ trường khanh khượng lại, dường như tâm tư thầm kín của hắn bị chạm vào. Nếu không tin ta, Huynh có thể tới y quán tìm chứng bệnh để kiểm tra ta." Lục Đồng nói, Thịnh Kinh cũng không phải chỉ có một y quán, Đỗ công tử nếu không muốn hợp tác cùng ta thì thôi." Nàng nhẹ nhàng nói, đứng dậy, không muốn nói chuyện với Đỗ Trường Khanh nữa. "Đợi đã." Đỗ Trường Khanh hô lớn. Lục Đồng quay người lại nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lục Đồng hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi bỏ cuộc nói, "Lục đại phu" một cô nương có chí hướng cao thượng tận tâm giúp đỡ thế gian như cô đỗ mỗ mới gặp lần đầu ta nói trước hắn tức giận nói cô cứ làm đại phu chính đi nhưng người ta có mua hay không thì ta không đảm bảo đâu đấy việc này đỗ công tử không cần lo lắng lục đồng gật đầu với hắn ta sẽ tự lo liệu đã thương lượng xong việc tiếp theo sẽ dễ xử lý hơn nhiều đỗ trường khanh muốn quay về trước để giúp đám người lục đồng tìm chỗ ở lục đồng cũng định quay về nhà trọ thu dọn hành lý đỗ trường khanh trả tiền trà ba người sóng vai nhau đi về hướng quán trọ lai nghi con phố dài nhộn nhịp xe ngựa qua lại không ngừng đi thêm vài chục bước nữa là có cửa hàng trang sức bảo hương lâu nữ quyến thường chọn trang sức ở đây hai người lục đồng cùng với đỗ trường khanh vừa đi vừa nói chuyện đi qua bảo hương lâu Trước mặt đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Lục Đồng ngước mắt lên, nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang lao về phía mình. Người lái xe hoàn toàn không nhường đường cho người đi bộ, con ngựa suýt tông vào Ngân Tranh, Lục Đồng nhanh chóng kéo Ngân Tranh lại. Ngân Tranh chưa kịp nói gì thì người đánh xe đã hét lên mắng, "Đều dân ở đâu ra thế, không có mắt à?" Ngân Tranh khó chịu, đang định đôi co vài câu thì Đỗ Trường Khanh túm lấy nàng nhỏ giọng nói, "Đừng mắng." Đó là xe ngựa từ phủ Thái sư đến. Lục Đồng nghe vậy, trong lòng rung động, quay đầu hỏi Đỗ Trường Khanh, "Huynh nói là phủ Thái sư, có phải là phủ Tề Thái sư phải không?" Đỗ Trường Khanh có chút kinh ngạc, "Cô cũng biết danh tiếng của phủ Thái sư à?" Lục Đồng không nói gì, vẻ mặt có chút u ám. Ở đầu bên kia, rèm xe được mở ra, có người bước xuống xe. Là một tiểu thư đội mũ có màn che mặc váy lụa màu khói thiêu hoa hợp hoan dáng người nhẹ nhàng lạ thường được nha hoàn đỡ ra khỏi xe ngựa để lộ đôi giày thiêu hoa mộc lan tinh sao nàng ta bước đi rất cẩn thận dù không nhìn rõ mặt nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy quyến rũ tiểu thư xinh đẹp như vậy thị vệ xung quanh nàng đều cao lớn hung hãn họ hét lớn để đuổi những người xung quanh ra để chủ nhân có thể vào bảo hương lâu mà không bị can trơ Đỗ Trường Khanh hừ một tiếng, mấy kẻ quyền quý này. Cuối cùng vẫn không dám nói thêm nữa. Lục Đồng chăm chú quan sát. Tiểu thư nhà thái sư đột nhiên ngửi thấy một mùi máu rất nhẹ phả vào chóp mũi. Còn chưa kịp nhắc, đột nhiên, từ cuối con đường dài vang lên tiếng vo ngựa binh mã rượt đuổi nhau, kèm theo tiếng la hét suốt dọc đường. Tất cả tránh ra cho quan binh bắt người. Giết người kìa. Cút ra. Dọc đường, quán trà của một người bán hàng rong bị lật, binh lính và ngựa hung hãn chạy qua. Lục đồng thầm nghĩ có chuyện gì đó, vô thức rút bông hoa nhung trên tóc ra, cầm trong lòng bàn tay, chộp lấy con diều bạc định lui về cửa hàng gần đó, đột nhiên cảm thấy một cơn gió mạnh phía trước, một bóng người quét về phía cô, kèm theo mùi máu nồng nặc. Người đàn ông kia cũng không thèm nhìn lục đồng. Lào thẳng về phía tiểu thư của phủ thái sư, hắn đang định bắt lấy con gái của thái sư người đang sợ hãi đến sắc mặt tái nhợt thị vệ bên cạnh đột nhiên liếc nhìn lục đồng khoảnh khắc tiếp theo lục đồng cảm thấy cánh tay mình bị tóm lấy cơ thể bị đẩy về phía trước một cách thô bảo cho đến khi bị đẩy đến trước mặt người đàn ông mặc đồ đen cô nương ngân tranh kêu lên xung quanh có một khoảnh khắc im lặng khi người thị vệ nhìn thấy có người đã trở thành vật thay thế liền rút lui vào bảo hương lâu cùng với tiểu thư nhà mình mà không do dự Lục đồng cảm giác được mũi dao kề vào cổ mình, có người đang tóm lấy vai nàng, muốn trốn sang bên kia đường. Tuy nhiên, kế hoạch của hắn đã thất bại. Bên kia đường, một lượng lớn người đã đến, vây quanh người này và lục đồng từ trước ra sau. Người này đã rơi vào đường cùng, không còn đường lui. Lục đồng bị hắn túm chặt, nàng hơi quay đầu lại, mơ hồ nhìn thấy góc mặt của Hà nhấn là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi khuôn mặt đầy máu, vẻ mặt hung dữ và hoảng loạn. Lục đồng cảm thấy bàn tay cầm mũi dao của đối phương hơi run lên, giọng nói cũng run dày, mang theo sự điên cuồng đến tuyệt vọng, lao về phía quan binh phía trước và nói, tránh ra. Bằng không ta sẽ giết cô ta. Đứng đầu các binh lính là một người đàn ông mặc quân phục, đi giày xa tanh màu xanh lá cây, gò má cao, ngồi trên một con ngựa lớn và nói với vẻ trịch thượng, tội nhân lã đại sơn, đừng cố dãy dụa nữa, còn không mau giơ tay chịu trói. Người tên Lã Đại Sơn nghe vậy thì phi. Một tiếng, vẻ mặt như giờ khóc giờ cười, lớn tiếng nói, tội nhân gì cơ. Mẹ nó ai là phạm nhân chứ? Quân mã trộm cắp mà lại đổ tội cho lão tử. Nằm mơ đi. Hắn siết chặt tay cầm dao nói, đừng nói nhảm nữa, tránh ra, nếu không ta sẽ giết cô ta ngay bây giờ người đứng đầu quan binh nheo mắt lại và không nói gì mọi người xung quanh đã giải tán và rời xa nơi này lục đồng bất lực nhìn đám quan binh đeo bao tên trên lưng rút những mũi tên dài chĩa về phía mình đặt trên dây cung trong lòng không khỏi có cảm giác trầm xuống sự thay đổi này cũng bị lã đại sơn chú ý tới vẻ mặt càng lúc càng khẩn trương hắn dùng sức ấn mũi dao trên cổ lục đồng xuống một vệt máu từ từ chảy xuống cổ Ngân tranh hoảng sợ, cô nương. Vô ích thôi. Đỗ trường khanh tóm lấy ngân tranh đang chuẩn bị tiến về phía trước, trong mắt tràn đầy kinh hãi, đó là binh mã ti tuần bổ lôi nguyên. Người này tham lập công không màng hậu quả, coi mạng người như cỏ rác. Điều nhiều binh mã như vậy để vây bắt một mình lã đại sơn, e là. E là lôi nguyên sẽ không vì an toàn của một mình lục đồng mà thả lã đại sơn đi. Lục đồng cũng nhận ra điều này, tim nàng dần dần đập loạn xạ. Lã Đại Sơn run rẩy hét lên, tránh đường cho ta. Lôi Nguyên cười nửa miệng nhìn hắn, nhẹ nhàng vẫy tay sau lưng. Lục Đồng nhìn thấy cách đó không xa một cung thủ đang chậm rãi rút cung tên ra. Trong lòng nàng đột nhiên ớn lạnh, lúc này nàng bị Lã Đại Sơn ôm lại, chặn trước mặt hắn, giống như một lá chắn cho Lã Đại Sơn, dù cung thủ kia có tài giỏi đến đâu một mũi tên bay qua thì sẽ bắn xuyên qua cả nàng và lã đại sơn mất nàng không muốn chết ở đây nghĩ tới đây lục đồng bình tĩnh nắm chặt bông hoa nhung trong tay vừa rồi lúc đứng dưới bảo hương lâu nàng đã rút bông hoa nhung này và cầm trên tay lã đại sơn tập trung toàn bộ sự chú ý vào lôi nguyên và quan binh không để ý đến lục đồng dù sao nàng dường như chỉ là một nữ nhân yếu đuối không có sức lực cung thủ phía sau lôi nguyên đã siết chặt cung tên chuẩn bị bắn một mũi tên ngay khi lôi nguyên ra lệnh. Đúng lúc này, lục đồng đột nhiên vung tay, lã đại sơn bị mất cảnh giác, buộc phải lùi lại hai bước. Nhưng tay hắn vẫn tóm lấy vai nàng không buông. Ngay sau đó, kim hoa nhung trong tay lục đồng hung ác đâm vào mắt trái của lã đại sơn, phía sau có tiếng kinh hô. chương 12, Bùi Điện Xoái Máu nóng bắn tung tóe khắp mặt lục đồng. Có rất nhiều tiếng ồn xung quanh, trong lúc hỗn loạn, Lã Đại Sơn né sang một bên nhưng chiếc kim đã trượt vào mắt và trúng vào má trái của hắn. Lục đồng một kích cực kỳ nặng nề, kim bạc cơ hồ xuyên qua nửa mặt đối phương, lại bị chém ra, lộ ra một vết máu. Lã Đại Sơn đau đớn, tức giận đến không để ý tới lôi nguyên, mũi dao chĩa thẳng vào lục đồng, nữ nhân đáng ghét, ta giết ngươi. Tuy nhiên, lục đồng vừa né được đã thoát ra và lập tức chạy về phía trước sát ý hung hãn do mũi dao mang đến từ bên hôm đánh thẳng vào nàng không kịp tránh né nhìn thấy ánh bạc sắp rơi xuống mặt mình cô nương hãy cẩn thận ngân tranh tim như thắt lại cho dù nàng ấy có thể sống sót nhưng dung mạo của nàng cũng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn phía sau bọn họ lôi nguyên đang cưỡi ngựa nheo mắt lại vung tay lên người phía sau bắn tên thẳng về phía lã đại sơn lục đồng cảm giác được lưỡi dao lạnh lùng áp sát trước mắt nàng không khỏi nghiến răng nghiến lợi nàng không quan tâm đến ngoại hình nếu ngoại hình có thể đổi lại sự sống thì nàng sẽ từ bỏ nó không chút do dự nhưng không phải bây giờ vào thời khắc mấu chốt nơi xa truyền đến một tiếng xé bầu trời mọi người còn chưa kịp nhìn rõ đã thấy một tia sáng vàng xuyên qua đám người sượt qua lưỡi dao trước mắt lục đồng hất mũi dao sang một bên lục đồng giật mình ngay sau đó trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người, người đó nắm lấy tay cầm dao của Lã Đại Sơn, nghe thấy một tiếng cạch cạch như thể xương cốt bị nghiền nát, Lã Đại Sơn đau đớn kêu lên, buông ra. Chưa kịp nói lời tiếp theo thì hắn đã bị đá văng ra ngoài. Con dao dài trong tay rơi vào tay đối phương, chặn mũi tên sắc nhọn bay về phía tim hắn. Có tiếng cạch, mũi tên rơi xuống đất và phát ra âm thanh chói tai. Bốn phía đều im lặng. Bộ động tác này trôi chảy thuận lợi, không có bất kỳ độ trễ nào, nhưng mỗi điểm đều vừa phải, nếu sớm hơn một chút hoặc muộn hơn một chút thì sẽ không kết thúc như thế này. Lục đồng nhìn mũi tên màu vàng trên mặt đất, vừa rồi người đàn ông này dùng mũi tên đánh bật mũi dao đang bay về phía mình của lã đại sơn. Cô nhìn lên, con đường dài ngổn ngang sau những quầy hàng bị lật, giữa đám đông có một người trẻ tuổi cầm cung cong, mặc áo khoác gấm đỏ có hình mũi tên bị nhiều binh mã vây quanh nhưng người này nhìn có vẻ thoải mái khí thế cũng không thấp chút nào hắn thuận lợi rút cây cung dài ra nhìn lôi nguyên cười nói chỉ bắt một người mà thôi lôi bổ đầu bầy trận cũng không nhỏ nhỉ lôi nguyên sắc mặt có chút khó coi một lát sau mới nói bùi điện soái lục đồng trong lòng chấn động điện soái đỗ trường khanh ở đầu bên kia nhỏ giọng nói với ngân tranh hắn ta là bùi vân ánh Điện tiền thiên vũ hữu quân chỉ huy sứ. Xem ra lần này lôi nguyên đã đá chúng tâm sát rồi. Trên mặt đất, lã đại sơn cuộn tròn trong góc rên rỉ, cổ tay bị gãy, xương cốt gãy do bị đá, hắn không còn dao, nhưng vẫn đang vùng vẫy. Lôi nguyên nhìn bùi vân ánh, trên mặt mỉm cười, điện xoái, chúng ta đã được lệnh truy bắt kẻ chạy trốn. Bây giờ phạm nhân đã bị hạ gục, xin hãy tránh đường. Bùi Vân ánh tặc lưỡi, lôi bổ đầu đi bắt người, vậy mà phóng tên cũng thật chí mạng. Nếu vừa rồi Bùi Mỗ không ra tay, kẻ phạm nhân chắc đã chết rồi. Hắn mơ hồ cười, vụ án của quân mã giáng, phạm nhân nên được giao cho hình ngục ti, chịu xử lý của thẩm hình viện. Lôi bổ đầu ra tay tàn nhẫn như vậy, là muốn giết người diệt khẩu sao? Lôi Nguyên sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh lùng nói, điện soái cơm có thể ăn bừa nhưng lời không được nói bừa đâu. Người trẻ tuổi kia lại cười, chỉ là đùa thôi. Tại sao lôi bổ đầu lại căng thẳng như vậy? Không biết còn tưởng lôi bổ đầu đang trột dạ đấy. Ngươi! Hắn nghiêng đầu gọi, đoàn tiểu ngôn. Từ trong đám người, một thanh niên mặc áo xanh, khuôn mặt tròn, đôi mắt tròn bước ra, đại nhân. Bùi vân ánh liếc nhìn lã đại sơn, đưa hắn về, giao cho hình ngục ti. Dạ. Lôi Nguyên nhìn Bùi Vân Ánh, giọng lạnh lùng nói, điện soái Lã Đại Sơn là người mà binh mã ti chúng ta muốn bắt. Vụ án do binh mã dám xử lý cũng có liên quan đến thiên vũ hữu quân, ta giải hắn tới đó cũng như nhau. Hơn nữa, lôi bổ đầu bắt được người rồi, chẳng lẽ không giải đến hình mục ti sao? Bùi Vân Ánh rất hứng thú nói, chẳng lẽ lôi bổ đầu còn muốn dùng tư hình gì nữa? Những lời này như đâm thấu tim đen, một khi truyền đến tai Thiên gia, tất nhiên sẽ dẫn đến một tai họa không lường trước được. Lôi Nguyên nhìn hắn chằm chằm, Bùi Vân ánh cười như không. Sau một hồi bế tắc, có lẽ nhận ra chuyện hôm nay không còn chỗ để thay đổi, Lôi Nguyên cũng không dây dưa nữa, chỉ nhìn Bùi Vân ánh, ám chỉ nói, "Vậy xin làm phiền đến điện soái rồi." Khi về đến binh mã ti, hạ quan sẽ báo cáo chuyện xảy ra hôm nay với cấp trên cảm ơn lòng tốt của điện soái bùi vân ánh lười biếng đáp vất vả rồi lôi nguyên nhìn lã đại sơn trong góc một lần nữa sau đó ra lệnh cho người của mình rời đi trong chốc lát một nửa số binh lính và ngựa đã biến mất khỏi con đường dài nửa còn lại do bùi vân ánh mang đến lục đồng vừa nhìn thấy nội tình giữa hai người đang tranh chấp đột nhiên cảm thấy bà vai ươn ướt giơ tay sờ lên thì phát hiện vết thương vừa bị đầu dao của lã đại sơn cào đã nhuộm đỏ cổ áo của mình ngân tranh vội vàng chạy tới khẩn trương nhìn chằm chằm vào mặt nàng cô nương cô chảy rất nhiều máu lục đồng giơ tay lau vết máu trên mặt thản nhiên nói yên tâm không phải máu của ta chưa nói xong liền nghe thấy phía trên có người hét lên tiểu thư cô không sao chứ Lục Đồng ngẩng đầu nhìn thấy cô Thiên Kim nhà Thái sư hồi nãy, đang ngồi trên bệ hoa tầng hai, mọi người vây quanh an ủi. Khi Lã Đại Sơn xuất hiện, vị tiểu thư này đã được thị vệ hộ tống vào bảo hương lâu, lúc này, Lã Đại Sơn đã bị mang đi, nàng ta trông như bị kinh hãi, tấm màn trên đầu đã được vén xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy nửa gương mặt. Xinh đẹp như ngọc, mềm mại tựa hoa, giọng nói vẫn run rẩy vì sợ hãi. Những người vây quanh nàng ta không biết là người của Lôi Nguyên hay là người của Bùi Vân Ánh, có bảy tám người, ai cũng dịu dàng hỏi thăm, mang nước và trà đến. "Tề tiểu thư yên tâm, đã phái người đi thông báo cho Tề thái sư phủ rồi." Nơi này canh phòng rất chặt chẽ, hôm nay đột nhiên xảy ra chuyện, khiến tiểu thư kinh hãi, là lỗi của binh mã ti. "Tiểu thư, cô có muốn uống chút trà thơm ngưng thần không?" những lời ân cần cứ theo gió trôi vào tay người ta, Lục Đồng bị bỏ lại một mình, không ai chăm sóc. Ngân Tranh cũng nhìn thấy sự tương phản rõ rệt giữa hai đầu, thì thầm, vết thương trên cổ cô nương. Lục Đồng ngoảnh mặt đi, cách Bảo Hương lâu không xa có một cửa hàng son phấn, nàng nói, đi qua bên kia băng bó thôi. Ngân Tranh giúp nàng đứng dậy và đi đến cửa hàng son phấn. Bên này có một số quan binh nhìn thấy động tác của họ liền hét lên, này chờ đã hai người bên kia còn chưa viết lời khai đỗ trường khanh vội vàng chào hỏi cười nói để ta ta giúp bọn họ viết cô nương đó là lục đại phu của nhân tâm y quán chúng ta ta là ông chủ động tác này lọt vào tai bùi vân ánh hắn liếc nhìn đỗ trường khanh quay mặt đi mặt không biểu tình đi về phía trước đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía sau nơi hắn vừa đi qua có một bông hoa nhung xanh nằm lộn xộn. Một nửa cánh hoa nhung ướt đẫm máu, lốm đốm hơi ẩm. Hắn cúi xuống nhặt bông hoa nhung trên mặt đất lên, khi nhìn thấy mặt sau của bông hoa nhung, vẻ mặt chợt hiện lên một điều gì đó kỳ lạ. Những chiếc kim trên lưng bông hoa nhung này sắc nhọn, còn vương vết máu đỏ. Tổng cộng có ba cây kim bạc. Chương 13, đối đầu. Lục Đồng được Ngân Tranh dìu đến cửa hàng son phấn cách Bảo Hương lâu không xa. Chủ tiệm son phấn là một người phụ nữ thân hình đầy đặn, vừa rồi Lã Đại Sơn lao ra nàng ấy đã rất sợ hãi, trốn sau cửa tiệm theo dõi toàn bộ quá trình. Nhìn thấy Lục Đồng người đầy máu, nữ chủ quán cũng cảm thông, nhờ người lấy chậu nước nóng cho bọn họ ở phòng sau rửa vết thương. Ngân Tranh nhúng chiếc khăn tay vào nước, từng chút một lau vết máu trên mặt Lục Đồng nói với giọng rất lo lắng, không biết sau này vết dao này có để lại sẹo không? Không sao đâu. Lục đồng trấn an, vết thương không sâu, về nhà thoa chốt phấn lên là được. Ngân tranh tức giận nói, kẻ đào phạm rõ ràng ban đầu muốn nhắm đến vị kia, nếu không phải do hộ vệ của cô ta ra tay, làm sao cô nương phải chịu như vậy chứ? Thật là độc ác, người nàng ấy nhắc đến là cô tiểu thư nhà thái sư kia. Lục đồng cục mắt xuống có vẻ như khi lã đại sơn chạy trốn đến đây hắn nhìn thấy xe ngựa của thái sư phủ nên mới nghĩ đến việc bắt cóc nếu hôm nay người hắn bắt làm con tin là con gái của thái sư thì hắn có thể trốn thoát được thật đáng tiếc vì nhầm lẫn mà hắn lại bắt cóc một kẻ tầm thường vô dụng như nàng ngân tranh vừa vắt chiếc khăn tay vừa hỏi lục đồng nhưng tại sao vừa rồi cô nương lại đột nhiên ra tay dọa ta giật cả mình nhắc đến cảnh tượng vừa rồi ngân tranh vẫn sợ hãi cô nương trước nay vẫn luôn bình tĩnh nhưng hôm nay sao lại liều lĩnh thế tuy kẻ đào phạm rất hung hãn nhưng cũng có rất nhiều quan binh tới cho dù cô nương không ra tay thì họ cũng sẽ giải cứu cô nương lục đồng trong lòng cười nhạo lôi nguyên sẽ cứu nàng sao nàng thấy rõ cung thủ phía sau lôi nguyên đã siết chặt dây cung nhưng hắn ta lại không có ý định quan tâm đến sự sống chết của nàng hơn nữa ý tứ vừa rồi của bùi điện soái dường như là lôi nguyên muốn giết lã đại sơn để bịt miệng nàng là mắt xích tầm thường nhất trong vụ án này cái chết của nàng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì lục đồng nói bởi vì ta không tin bọn hắn ngân tranh giật mình cô nương bọn họ quyết tâm truy bắt kẻ đào tẩu ta sợ bọn họ sẽ coi ta là mục tiêu giọng lục đồng bình tĩnh ta không phải là thiên kim giàu có chỉ là một người bình thường dưới con mắt của những quan binh quyền lực này e là không bằng một con kiến ta không muốn đặt mạng sống của mình vào tay họ ta chỉ tin vào chính mình ngân tranh sửng sốt nhất thời không nói được gì trong lúc im lặng đột nhiên nghe thấy một giọng nói nghe có vẻ như lục đại phu khá bất bình với những thế gia ở thịnh kinh chẳng lẽ trước đây đã từng qua lại sao lục đồng đột nhiên ngước mắt lên tiệm phấn tràn ngập mùi phấn ngọt ngào bên trong không có cửa sổ, chỉ thắp những ngọn đèn dầu mờ ảo. Một bình phong lớn được vẽ vài bông hoa dâm bụt mới nở, lá hồng hồng thơm ngát, thoang thoảng hương thơm. Khi ánh đèn nhấp nháy, có người bước ra từ phía sau tấm bình phong. Chàng trai trẻ mặc một chiếc áo khoác mũi tên màu đỏ tươi, dây da quanh eo màu tối và lấp lánh, khiến hắn trông cao lớn. Hắn cũng có khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, đứng ở đây hắn thắp sáng căn phòng mờ mịt một chút, giống như đang say trong mộng giữa hoa. Ánh mắt lục đồng khẽ động. Đây là bùi điện soái trong miệng lôi nguyên. Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, nàng không có nhìn kỹ mặt đối phương, lúc này hình như người này đang nói chuyện, quần áo cũng rất sang trọng. Nghĩ lại đám quan binh lúc nãy ai cũng gọi hắn là điện soái người thanh niên này nhìn qua chỉ mới ngoài 20, tuổi còn trẻ đã có địa vị cao rồi có lẽ ra thế không đơn giản. Con em nhà quyền quý vừa thông minh lại vừa tàn nhẫn, nàng vẫn nên tránh xa một chút. Lục đồng đang suy nghĩ điều này thì nhìn thấy đối phương mỉm cười đặt thứ gì đó trong tay lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, bình tĩnh nói, lục đại phu, cô đánh rơi thứ gì đó. Lông mày của lục đồng nhảy lên, bông hoa phi yến nằm trên bàn, dưới ánh đèn dầu ánh lên màu máu lạnh lẽo, vô cớ nhìn có chút đáng sợ nàng chấn tĩnh lại rồi nhẹ nhàng nói, cảm tạ đại nhân. Nàng đưa tay nhặt bông hoa nhung lên. Một bàn tay giữ chặt bông hoa nhung lại. Lục đồng ngước mắt lên. Các đốt ngón tay của chàng trai thon dài, áp vào những bông hoa nhung màu xanh đậm, khiến bàn tay của hắn trông giống như một khối ngọc trắng. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào đóa hoa nhung, như đang suy nghĩ, tuy đang cười nhưng đôi mắt lại đen thăm thẳm, như muốn nhìn thấu người khác bùi vân ánh nói bùi mỗ vẫn còn có điều chưa rõ ràng xin nhờ lục đại phu giải thích cho ta một chút lục đồng lạnh lùng nhìn hắn hắn cười nói sao bông hoa nhung của lục đại phu lại có ba chiếc kim bạc hoa nhung thông thường chỉ có một kim nhưng hoa nhung của lục đồng lại có tới ba kim ngân tranh đứng sang một bên vẻ mặt lo lắng lục đồng bình tĩnh nói ta tóc dày một cái kim hoa rất dễ tuột ra cho nên dùng ba cái bùi vân ánh hơi nhướng mày trong khi lục đồng tỏ ra bình tĩnh ánh mắt hắn dừng lại trên mái tóc như sương mù của lục đồng một lúc rồi nhanh chóng đáp lại hóa ra là thế lục đồng còn chưa kịp mở miệng đã nghe hắn thản nhiên nói vậy lục đại phu sao cô lại mài kim nhung sắc bén như vậy hắn nửa cười nhắc nhở lục đồng vết thương trên mặt lã đại sơn kim hoa bình thường không thể gây ra được lục đồng trong lòng hơi trầm xuống người này thật sự khó đối phó ngày nay khi phụ nữ đeo kẹp tóc dù là hoa ngọc hay hoa nhung những chiếc kim sau lưng luôn được đánh bóng để tránh làm tổn thương người khác chiếc hoa nhung xanh mà lục đồng mang có những chiếc kim nhọn và dữ tợn dù chỉ sượt nhẹ cũng sẽ để lại trên da một lớp vết hằn nhỏ chưa kể những vết xước nặng chiếc kim hoa này là do chính tay nàng mài sắc mùi phấn hồng ngọt ngào trong quán tràn ngập xung quanh đôi mắt lục đồng nhìn theo bàn tay hắn hướng lên trên nhìn thấy những hoa văn màu bạc sẫm tinh tế trên miếng bảo vệ cổ tay cô dừng lại một lúc rồi ngừng đầu lên bình tĩnh nói đại nhân theo như ta được biết ở thịnh kinh không có luật nào quy định kim kẹp tóc của phụ nữ không được sắc giọng điệu của cô rất bình tĩnh nhưng trong mắt cô ẩn chứa một sự ăn miếng trả miếng không thể khuất phục trong mắt Bùi Vân ánh hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó hắn bật cười lớn, gật đầu nói, "Cũng đúng." Vẻ mặt lại thoải mái, hắn buông tay đang cầm bông hoa nhung ra, từ trong tay lấy ra một chiếc bình sứ cỡ lòng bàn tay đặt lên bàn, vết thương của Lục đại phu vẫn cần phải chữa trị đàng hoàng, nếu để lại sẹo thì sẽ không tốt. Thuốc xóa sẹo của Thiên Vũ Hữu Quân rất hiệu quả, Lục đại phu có thể dùng thử. Lục Đồng không nhúc nhích chỉ nhìn hắn nói đa tả bên ngoài có người gọi hắn đại nhân người của thái sư phù muốn gặp ngài hắn đồng ý mỉm cười nhìn lục đồng rồi quay người rời đi mãi cho đến khi bóng dáng người này hoàn toàn biến mất sau tấm bình phong lục đồng mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng không biết vì sao người này rõ ràng đang mỉm cười giọng điệu ôn hòa nhưng lại vô tình khiến nàng cảm thấy nguy hiểm may mắn thay đó chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ dưới cơn rông bão. Sau này hai người có lẽ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau nữa. Với suy nghĩ này trong đầu, Ngân Tranh đứng bên cạnh thận trọng nói, cô nương, chúng ta quay về đã. Thu dọn hành lý, lục đồng ngoảnh mặt đi, tối nay chúng ta sẽ rời khỏi quán trọ Lai Nghi. chương 20, nhận xét tích cực. Lục đồng không biết nhà họ mô bán cá. Đối với nàng, Ngô Hữu Tài chỉ là một người bình thường trong số các học giả đến mua trà thảo dược. Một lần gặp mặt, chớp mắt đã quên mất. Nàng bận rộn làm thêm trà thuốc, xuân thủy sinh. Của nhân tâm y quán bán chạy hơn mong đợi. Vào mùa xuân, đã có rất nhiều người bị nghẹt mũi. Trên thị trường nói rằng sau khi sắc nước trà thảo dược này, tình trạng nghẹt mũi có thể thuyên giảm rất nhiều. Nhiều người đi mua thuốc với ý định dùng thử, sau đó xác lấy hai ba gói thì thấy hiệu quả thần kỳ một gói xuân thủy sinh có giá bốn lạng bạc tuy không hề rẻ nhưng lại là thần dược cho những người bị nghẹt mũi hơn nữa cho dù không mua xuân thủy sinh mà chỉ lấy một ít thuốc để uống thì giá cuối cùng cũng sẽ ngang bằng với xuân thủy sinh các phu nhân tính toán một hồi vẫn là mua xuân thủy sinh lợi hơn theo thời gian xuân thủy sinh đã tạo dựng được danh tiếng ở thịnh kinh thậm chí cả tên tuổi của nhân tâm y quán cũng được biết đến danh tiếng này cũng lan đến điện tiền ti điện soái phủ quân doanh đoàn tiểu môn từ ngoài cửa đi vào thiếu niên trẻ tuổi dùng mạo dễ mến thân thiện mặc áo bảo màu tím trông giống như một bông hoa dây leo mỏng manh trong phủ điện soái bước nhanh vào nhà trong phòng có người đang xem xét công văn thanh niên kia mặc một bộ quan phục cổ tròn màu đỏ thẫm có thêu những bông hoa sẫm màu tinh tế trên tay áo và cổ tay. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt hắn, tạo thành vầng sáng mờ ảo trên khuôn mặt tuấn tú. Nghe thấy náo động, hắn cũng không ngừng đầu lên, chỉ hỏi, có chuyện gì vậy? Đoàn tiểu ngôn nói, trục phong ca nói sẽ về thành muộn mấy ngày. Bùi vân ánh dừng xem văn kiện, cau mày. Lại hỏi, tiêu nhị đang làm cái quỷ gì vậy? bảo là ở ngoài thành có một cây mận do một nông dân trồng, mấy ngày nữa sắp chín, mùi vị rất ngon, hắn muốn đợi mận chín rồi mới rời đi. Đoàn tiểu ngôn nói xong lời này cũng rất khó hiểu. Thật kỳ lạ, trước giờ chưa từng nghe nói trục phong ca thích ăn mận nhỉ. Bùi vân ánh lúc đầu sửng sốt, sau nghĩ tới điều gì đó, cười nói, thôi, kệ hắn đi. Bên kia thái sư phủ cũng đưa thiếp mời đến. Đoàn tiểu ngôn nói, nói muốn mời huynh đi. Không đi, cứ nói ta công vụ quá bận. Đoàn tiểu ngôn thở dài, để biết ngay mà. Hắn có chút xúc động nói, chắc chắn là lần trước, vị tiểu thư ở Thái Sư Phủ si mê vẻ đẹp của huynh nên đến hỏi thăm. Người ta bảo một nhà có con gái thì trăm nhà muốn, nam nhân này cũng vậy, từ khi đến phủ điện soái số lượng thiệp mời mà đệ từ chối giúp huynh, không được một trăm thì cũng được tám mươi rồi đấy. Đoàn Tiểu Ngôn nhìn khuôn mặt tuấn tú quá mức của Bùi Vân Ánh, sau đó lắc đầu, những người làm công việc của chúng ta thỉnh thoảng sẽ anh hùng cứu mỹ nhân. Huynh ấy, anh hùng gì mà đẹp quá mức, thân thủ còn lợi hại, nếu đệ mà là con gái, được cứu một lần là sẽ muốn lấy thân báo đáp liền. Mà nói mới nhớ, trong số những cô nương mà chúng ta đã từng cứu, có vẻ như cô nương chúng ta gặp lần trước đã rời đi mà không thèm nói lời cảm ơn. Cô nương ấy có thể bình tĩnh khi đối mặt với một người tuấn tú như huynh, quả thực là người có thể làm nên việc lớn. Bùi vân ánh mỉm cười nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Ta thấy người rất rảnh rỗi nhỉ, vừa vặn lúc này cũng sắp đến lúc đổi ca chứ. Dừng lại, đoàn tiểu ngôn vội vàng nói, lấy ra một gói giấy to bằng lòng bàn tay đập mạnh xuống bàn, vân ánh ca, để đến mang trà cho huynh, sao huynh lại có thể nhận ơn báo oán như vậy. Bùi Vân Ánh cầm gói trà trước mặt lên, liếc nhìn, "Dương hoa tán thời xuân thủy sinh." "Huynh không biết à, dạo này ở thịnh kinh rất thịnh hành trà xuân thủy sinh này. Người ta nói rằng có thể làm giảm nghẹt mũi, tác dụng thần kỳ rất ấn tượng, nước trà màu xanh cực kỳ trang nhã. Để nhờ người mua hai gói, tặng huynh một gói. Đệ sợ nếu đến quá muộn, nhân tâm y quán sẽ bán hết mất." vẻ mặt của bùi vân ánh thoáng thay đổi khi nghe thấy mấy chữ nhân tâm y quán một lúc sau hắn mới ném lại gói trà vào trong ngực đoàn tiểu môn để cứ giữ cho mình đi ta không uống đâu trà tuy không đắt tiền nhưng huynh cũng không cần phải kén chọn như vậy để khó khăn lắm mới mua được đấy đoàn tiểu môn cong môi không có độc đâu bùi vân ánh chế nhạo không chắc đâu nhé Danh tiếng Xuân Thủy Sinh của nhân tâm y quán truyền đến tận điện tiền ti ở xa, tất nhiên cũng truyền đến hạnh lâm đường ở bên cạnh. Nhưng trong hạnh lâm đường, thứ lay động không phải là gợn sóng do Xuân Thủy Sinh để lại mà giống như cơn gió lạnh buốt xương. Chiếc áo lụa của Bạch Thủ Nghĩa có vài nếp nhăn trên đó, nhưng hắn không buồn vuốt phẳng chúng, đôi lông mày hiền lành thường ngày của hắn đang nhíu lại. Hắn ta sai văn hữu tung tin đồn về Xuân Thủy Sinh trên thị trường, cố tình phóng đại tác dụng của trà thuốc để người mua trà thuốc thấy rằng trà thuốc không xứng đáng với tên của nó để họ đến nhân tâm y quán bắt đền. Không ngờ đã mấy ngày trôi qua không những không có ai đến gây sự mà doanh số bán hàng của Xuân Thủy Sinh lại càng ngày càng tốt. Trà thảo mộc đó thực sự có tác dụng làm thông mũi, nghẹt mũi luôn khó chịu. Mỗi mùa xuân đều có rất đông bệnh nhân đến hạnh lâm đường để chữa bệnh một lần uống loại thuốc này có thể dùng được từ 2 đến 3 tháng, hạnh lâm đường cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Hiện nay, do Xuân Thủy Sinh xuất hiện nên không có ai đến hạnh lâm đường để mua thuốc trị nghẹt mũi, thu nhập của hạnh lâm đường trong tháng này đã giảm gần một nửa. Nếu như trước đây hắn chỉ coi thường và chán ghét Đỗ Trường Khanh thì bây giờ Bạch Thủ Nghĩa lại tràn đầy oán hận đối với nhân tâm y quán, mấy ngày gần đây người đến hạnh lâm đường lấy thuốc ít đi. Bạch Thù Nghĩa vuốt thẳng dài lụa quanh eo, không biết là nói với ai lượng bệnh nhân đến khám bệnh nghẹt mũi cũng giảm đi 6 phân. Chu Tế cảm thấy trong lòng đập thình thịch. Ông ta là đại phu duy nhất của hạnh lâm đường, trước đây Chu Tế cậy vào y thuật cao minh của mình mà chèn ép các đại phu khác phải rời đi. Vì bệnh nhân rất tín nhiệm ông ta nên Bạch Thù Nghĩa đã nhắm mắt làm ngơ. Nhưng bây giờ đã xảy ra chuyện, cơn giận của Bạch Thù Nghĩa liền đổ lên đầu ông ta. Thấy Bạch Thủ Nghĩa khó chịu, Chu Tế đành phải cắn răng nói: "Chủ quán, mấy ngày nay tiểu nhân đã uống loại trà thảo mộc đó, đúng là có tác dụng thông mũi, có lẽ là đại phu mà Đỗ Trường Khanh mời về lần này không phải chỉ có hư danh." "Không phải chỉ có hư danh sao?" Bạch Thủ Nghĩa cười danh mãnh nhìn ông ta, "Trong trường hợp đó, khi nữ tử đó đến Hạnh Lâm Đường để ký gửi trà thảo dược, tại sao không giữ lại mà lại đuổi đi để Đỗ Trường Khanh lợi dụng?" "Ta Chu tế ngoài mặt khách sáo, nhưng trong lòng lại thầm chửi bới. Thuốc mới ký gửi luôn là thuốc mới được cung cấp bởi các nhà quen thuộc. Ông ta chỉ là một đại phu, sao có thể chủ động quyết định? Trước đây, việc vận chuyển thuốc mới đều do chính Bạch Thủ Nghĩa đảm nhận. Nhưng hôm nay Bạch Thủ Nghĩa muốn tìm cớ công kích, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Bạch Thủ Nghĩa trông tốt bụng và vui vẻ, nhưng thực tế hắn ta lại nhỏ mọn và xấu tính bây giờ trả thuốc ở nhân tâm y quán tiền chảy vào nhân tâm y quán bạch thủ nghĩa không có tiền ông ta làm sao có kết cục tốt chu tế đang suy tư lại nghe thấy bạch thủ nghĩa lại giả vờ thở dài đáng tiếc xuân thủy sinh không rơi vào tay hạnh lâm đường nếu không hiện tại chính chúng ta kiếm được bộn tiền xuân thủy sinh rơi vào tay hạnh lâm đường lòng chu tế rung động ông ta đứng dậy đôi mắt lóe lên đột nhiên nói chủ tiệm Ta có một ý tưởng." Bạch Thù Nghĩa liếc nhìn ông ta, "Ý tưởng gì?" Chu tế đáp, "Để hành nghề y trong y quán, cần phải kê đơn đúng thuốc, làm trà thảo dược, không giống điều chế thuốc viên. Chỉ cần tìm được nguyên liệu là có thể tạo ra tác dụng tương tự." Nghe vậy, mắt Bạch Thù Nghĩa sáng lên, "Ý ông là, nữ tử đó còn trẻ, chắc chắn chưa có kinh nghiệm hành y, ta đoán chỉ là đang cố tỏ ra giỏi giang thôi." Kỹ năng điều chế thuốc không hề cao thâm. Ta đã làm ở y quán nhiều năm nên cũng không khó để tái tạo loại trà thảo dược này." Chu tế tự tin nói, y thuật của ông ta được xếp vào hàng giỏi nhất trong các y quán ở Thịnh Kinh, làm sao có thể không pha chế được loại trà thảo dược mà một thiếu nữ có thể làm được. Giọng nói của ông ta đầy kiêu ngạo. Bạch Thủ Nghĩa im lặng một lát, sau đó chậm rãi cười lên. Hắn mỉm cười, lông mày thả lỏng Đạo đức giả nói, việc này có chốt không tốt, dù sao nói sao chép đơn thuốc thì thật là xấu hổ. Sao lại thế được? Chủ tế giả vờ ngạc nhiên, vì là đơn thuốc nên phải chia sẻ cho nhau để giảm bớt bệnh tật cho bệnh nhân. Đây là lòng tốt lớn lao và tấm lòng giống như Bồ Tát của chủ tiệm ngài. Những gì ông ta nói khiến Bạch Thủ Nghĩa càng cười sâu hơn. Hắn chịu mến vỗ vai chu tế, thở dài, làm khó ông rồi. Suy nghĩ lâu dài như thế, còn ta lại bụng dạ hẹp hòi, đã như vậy, phiền ông vất vả một chút rồi." Chu tế chỉ cười, "Đây là việc mà tiểu nhân nên làm." Bạch thủ nghĩa gật đầu, nén nụ cười, gọi thiếu niên đang quét dọn bên ngoài vào. Hắn nói, "Tới Nhân Tâm Y quán mua mấy gói xuân thủy sinh cho ta, nhanh lên." Chương 14: Y quán nơi ở mới. Ý định ban đầu của Lục Đồng là tối nay sẽ ở lại một quán trọ khác nhưng không ngờ rằng đỗ trường khanh đã hành động nhanh chóng và ngay lập tức tìm được chỗ cho cả hai ngân tranh ngẩng đầu nhìn dòng chữ nhân tâm y quán trên đầu trên mặt lộ vẻ kinh ngạc đây không phải là y quán sao đỗ trường khanh bên cạnh ho nhẹ một tiếng theo ta vào đi lục đồng và ngân tranh theo đỗ trường khanh bước vào bên trong quán chật hẹp tối tăm đã gần tối nên khó nhìn rõ bên trong đỗ trường khanh cầm một chiếc đèn lồng giấy dầu mở rèm rồi bước vào trong lục đồng và ngân tranh đi theo khi đi vào bọn họ không khỏi hơi giật mình phía sau nhân tâm y quán thực ra có một viện nhỏ trong sân nhỏ có lẽ đã lâu không có người ở mặt đất phủ một tầng bụi bặm trong góc có một ít củi khô chất đống lấp đầy một nửa sân ngân tranh nghi hoặc ông chủ đỗ nơi dừng chân mà huynh nói không phải là ở đây đấy chứ Đỗ Trường Khanh sờ mũi, ngày trước lúc phòng khám còn có đại phu, ông lão đó cũng sống ở đây. Thấy Ngân Tranh cau mày, Đỗ Trường Khanh vội vàng nói, cô đừng nhìn sân này hơi lộn xộn, thu dọn lại một chút sẽ rất tốt đấy, Lục đại phu. Hắn nhìn sắc mặt Lục Đồng, không phải là ta không giúp, chỉ là ở kinh đô tấc đất tắc vàng. Trong thời gian ngắn, không dễ gì tìm được một căn nhà với giá cả hợp lý. Hơn nữa, tình hình ở nhân tâm y quán như thế nào cô cũng thấy rồi đấy. Chính bản thân ta còn nghèo rất mồng tơi. Bằng không, hắn vỗ tay khi doanh số bán trà thảo dược của chúng ta bùng nổ. Ta sẽ tự mình tìm một ngôi nhà lớn có hai cửa cho cô, được không? Lục đồng không nói gì, cầm lấy chiếc đèn lồng từ tay đỗ trường khanh, cẩn thận quan sát toàn bộ sân. Sân này thông với nhân tâm y quán phía trước, nhân tâm y quán tuy hẹp nhưng sân này lại rất rộng rãi một bên sân là vách tường cao mơ hồ có thể nhìn thấy mái ngói một bên thông với một hành lang bằng đá một bên hành lang đá là ba căn phòng trống đỗ trường khanh chỉ vào ba căn phòng trống lục đại phu ba phòng ở đây rất rộng rãi cô và ngân tranh có thể chọn bất cứ phòng nào mình thích nhìn xem phía trước có phòng bếp và phòng thay đồ trong lòng lục đồng rung động đi dọc theo hành lang đá, quả nhiên có một căn bếp. Căn bếp phía sau rất rộng rãi, có bếp đất, nồi niêu, bên dưới chất đầy củi khô bừa bãi. Bên trong càng tối hơn, đó là khu vực thay đồ và tắm rửa. Lục đồng ngơ ngác nhìn khoảng sân trước mặt. Cách bố trí của sân này rất giống với cách bố trí của lục gia ở huyện Trường Vũ. Đỗ Trường Khanh vẫn đang cố gắng thuyết phục, lục đại phu, nhìn bàn đá trong sân này, ban đêm rất thích hợp để giã thuốc cây mai trước cửa sổ nở hoa rất đẹp vào mùa đông các cô nương đều rất thích chờ một chút ngân tranh ngắt lời không phải ông chủ đỗ nói chúng ta tạm thời ở đây sao tại sao lại nói chúng ta sẽ ở đây đến mùa đông đỗ trường khanh nghẹn ngào nói ta đùa thôi đùa thôi lục đại phu cô xem cứ ở đây đi lục đồng quay đầu mỉm cười với hắn cảm ơn đỗ trưởng quầy. Dường như không ngờ lục đồng lại dễ nói chuyện như vậy, đỗ trưởng khanh sừng sốt một chút, sau đó sợ lục đồng đổi ý, liền truyền hành lý của bọn họ vào trong, cười ấm áp, đã vậy, lục đại phu có thể yên tâm ở lại đây, cô có thể ở bao lâu tùy thích. Hắn không biết từ đâu tìm được hai bộ chăn gối sạch sẽ, đưa cho ngân tranh, giải thích một số chuyện rồi yên tâm rời đi. Sau khi hắn rời đi, ngân tranh không đồng ý nói, Cô nương, làm sao chúng ta có thể sống trong cửa hàng được? Ít ra cũng phải tìm một ngôi nhà tử tế để ở chứ. Lục đồng bước vào căn phòng gần bếp nhất, mở cửa sổ ra, đối diện với cửa sổ là cây mận chưa nở hoa đứng một mình. Cô nhìn cây mận rồi nói, nhân tâm y quán tọa lạc ở phố Tây, phía ngoài là một nhà hàng, ở thịnh kinh không có giờ giới nghiêm, mỗi đêm đều có cảnh vệ tuần tra ở phố Tây. Chúng ta lại không thuê nổi hộ vệ sống ở nơi này an toàn hơn ở bất cứ nơi nào khác hơn nữa đây là nơi gần nhất với kế gia ngân tranh suy nghĩ một hồi cuối cùng cảm thấy có chút ủy khuất rốt cuộc tên họ đỗ đó được hời rồi chúng ta ở trong cửa hàng hắn đỡ phải trả tiền thuê nhà cho chúng ta thật sự không sợ chúng ta lấy dược liệu của hắn bỏ chạy sao lục đồng cười đỗ trường khanh chỉ để lại chìa khóa sân không đưa chìa khóa tủ thuốc cho nàng trừ khi nàng đập tủ thuốc tan tành hoặc tìm người khỏe mạnh truyền tủ thuốc đi. Tuy nhiên, phố Tây lúc nào cũng có lính canh tuần tra, người quen của Đỗ Trường Khanh ở khắp mọi nơi, sợ là trước khi chạy thoát thì đã bị bắt lên quan phủ rồi. Ông chủ Đỗ nhìn có vẻ không nghiêm chỉnh nhưng lại là một người khôn ngoan. Nàng đi ra ngoài cầm lấy cây chổi tre đặt trong sân, trước tiên hãy dọn dẹp nơi này đã. Ngân tranh sắn tay áo lên và gật đầu đồng ý sân rộng rãi nên quét dọn rất tốn công sức. Vì đã lâu không có người ở nên hai người họ đã bận rộn rất lâu. Khi chuyển bó củi khô cuối cùng từ sân vào bếp thì trời đã rất khuya. Nhìn khoảng sân nhỏ như mới, ngân tranh không khỏi sảng khoái, cô nương, sân này đẹp quá. Lục đồng cũng có chút giật mình. Những phiến đá xanh trong sân được quét sạch bụi và được dưới nước, trông sạch sẽ và trong lành. Bát, trở trên bếp đất sau bếp được xếp thành từng loại, những bó củi được xếp ngay ngắn trong góc. Ba phòng đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, vì không có người ở nên đồ đạc bên trong rất đơn giản. Trong căn phòng lục đồng ở, rèm che được mở ra, đặt một bức bình phong cũ kỹ, che khuất chiếc bàn tròn và tủ quần áo bên ngoài. Đi vòng qua bình phong là một chiếc giường gỗ trải nệm màu vàng. Trước cửa sổ có một chiếc tủ sách, phản chiếu bóng cây mận bên ngoài trang nhã đơn giản rất đẹp ngân tranh vui vẻ nói ngày mai ta sẽ viết bức thư pháp treo lên tường che đi vết cũ trên tường khi thời tiết ấm hơn ta có thể trồng thêm hoa mẫu đơn màu vàng trong sân sẽ rất đẹp nàng quay lại nhìn lục đồng thấy vẻ mặt lạnh lùng của lục đồng liền hỏi cô nương không thấy đẹp sao lục đồng mỉm cười đặt chiếc đèn lồng trong tay lên bàn trước cửa sổ rồi nói đẹp lắm sân trong rất đẹp sân sạch sẽ trông gần giống với hình dáng ngày xưa của lục gia trong đầu cô nghĩ tới lục gia nụ cười của lục đồng nhạt đi một chút hôm nay ở dưới bảo hương lâu nàng vô tình gặp được tiểu thư nhà thái sư kế gia phất lên là nhờ sự bảo trợ của thái sư phù cái chết của lục nhu có thể có liên quan tới thái sư phù từ sự việc hôm nay có thể thấy được nàng bị bắt cóc và chảy máu nhưng không ai quan tâm đến nàng con gái của thái sư vẫn bình an vô sự nhưng lại được hỏi thăm lo lắng nồng nhiệt vị tiểu thư ấy thậm chí còn không nhìn nàng lấy một cái thái sư phủ và nàng giống như trời và đất mây và bùn dưới ánh sáng đôi mắt đen của lục đồng sâu như suối sâu không đáy trở thành đại phu trần trị chỉ là bước đầu tiên làm thế nào nàng có thể đến gần kế gia và thái sư phủ Đêm đã khuya, điện soái phủ ở quân doanh. Khi bùi vân ánh từ bên ngoài trở về thì đã rất muộn. Vừa bước vào đại sảnh, đoàn tiểu môn liền từ bên trong chào đón hắn. Thiếu niên áo xanh mặt tròn, mắt tròn mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, trông hơi u rũ, khác thường. Bùi vân ánh liếc nhìn hắn, sao vậy? Vân ánh ca, đoàn tiểu ngôn chưa bao giờ gọi hắn là đại nhân khi xung quanh không có ai khác. Hắn thở dài, hôm nay tiểu thư phủ Thái sư đã nói rõ rằng cô ấy muốn huynh hộ tống cô ấy về Thái sư phủ. Thế mà huynh lại quẳng việc này lại cho đệ, sao cô ấy có thể cho đệ sắc mặt tốt chứ, suýt nữa ăn tươi nuốt sống đệ rồi. Bùi Vân ánh tháo kiếm đặt lên bàn, tiếp tục đi vào nói, bình thường ngươi không phải cảm thấy ngươi thăng cấp quá chậm sao? Cho ngươi một cơ hội biểu hiện không phải là một ý kiến hay sao? Đây là cơ hội biểu hiện gì chứ? đoàn tiểu môn đi theo hắn có chút phàn nàn nàng hứng thú với vẻ ngoài của huynh không phải để hơn nữa thái sư phủ không quản được điện tiền ti cho nên chúng ta cũng không cần phải làm hài lòng họ bùi vân ánh không để ý tới hắn vừa đi vừa hỏi lã đại sơn thế nào đã giải đến hình mục ti rồi nhưng vân ánh ca đoàn tiểu môn nhỏ giọng hỏi đôi nguyên của binh mã ti là cháu trai họ của hữu thừa tướng e rằng vụ án ở quân mã giám có liên quan đến hữu thừa tướng. Chúng ta đắc tội với hữu thừa tướng như vậy. Bùi vân ánh không chắc chắn, sao vậy, ngươi sợ hắn ta à? Đoàn tiểu ngôn không nói nên lời, huynh không sợ, nhưng đệ lại khác. Hắn nói mấy câu, sau đó đột nhiên nhớ ra điều gì, lấy ra một thứ từ trong ngực hắn, đúng rồi, đệ suýt chốt nữa quên mất chuyện này. Bùi vân ánh dừng lại đó là bình thuốc xóa sẹo mà ban ngày hắn đưa cho vị nữ đại phu kia. Nữ chủ tiệm phấn son chạy theo đệ ra ngoài, nói là chúng ta để quên một thứ. Để nhìn thấy đây không phải thuốc xóa sẹo lần trước thái hậu ban cho huynh sao? Sao lại để quên ở tiệm phấn son? Bùi Vân Ánh có vẻ trầm tư nhìn trầm trầm vào lọ thuốc một lúc, đột nhiên lắc đầu mỉm cười, ném cái lọ cho đoàn tiểu ngôn rồi đi về phía trước. Đoàn tiểu ngôn vội vàng bắt lấy. Vân ánh ca. Hắn vẫy tay, cho ngươi đấy. Chương 15, nữ đại phu. Nhân Tâm Y quán hôm nay mở cửa sớm. Hàng xóm ở phố Tây đều biết thiếu gia nhà họ Đỗ là một chủ nhân lười biếng, người cha quá cố của hắn đã cho hắn một khối tài sản lớn trước khi qua đời. Đáng tiếc, bản thân Đỗ thiếu gia đã không đáp ứng được kỳ vọng của cha mà dành cả ngày để loanh quanh với một đám lưu manh chọc chó trêu ngựa. Cứ thế, toàn bộ công việc kinh doanh của một gia tộc lớn như vậy đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cuối cùng, khi hắn tỉnh lại, tất cả những gì còn lại là một y quán tồi tàn nhỏ ở phố Tây, vẫn đang hoạt động lay lắt và đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Nhưng y quán hôm nay có vẻ hơi khác so với trước đây. Tấm bảng trên cửa đã được lau sạch, tuy chữ viết nguệt ngoạc nhưng trông sáng sủa hơn. Chiếc bàn gỗ dài màu vàng chặn lối vào cửa hàng được lùi lại một chút, cửa hàng trông bớt chật trội hơn trước. Tủ thuốc đã được dọn dẹp từ trong ra ngoài, nhìn thoáng qua, cửa hàng vốn chật hẹp và cũ kỹ chỉ sau một đêm đã trở nên ngăn nắp và rộng rãi. Nhưng khiến người ta chú ý nhất chính là cô gái trẻ đang đứng trước tủ thuốc. Một cô gái lạ đến nhân tâm y quán. Cô gái này rất xinh đẹp, băng thanh ngọc cốt, mặc một chiếc váy lụa dài, mái tóc đen được tết chéo, buông thóng trước ngực ngoại trừ bông hoa lụa trắng mờ trên thái dương trên người không có phụ kiện gì nhưng nàng vẫn nổi bật hơn những tiểu thư ăn mặc đẹp đẽ khác cô gái xinh đẹp đứng trước tù thuốc cúi đầu phân loại dược liệu khiến mọi người ở các cửa hàng xung quanh đều phải nhìn về phía nàng bên cạnh y quán là tiệm may nhà họ cát cát lão thái ở nhà bị bệnh đại tràng thợ may cát sang y quán mua khổ sâm kéo đỗ trường khanh sang một bên nhìn cô gái trước tù thuốc thấp giọng hỏi Trường Khanh, đây là ai? Đỗ Trường Khanh liếc nhìn Lục Đồng đang chia thuốc, cười nhẹ, đây là đại phu bổn thiếu gia mời về, Lục Đại Phu. Đại Phu, thợ may cát kinh ngạc nhìn hắn, nữ đại phu. Nữ đại phu thì làm sao? Đỗ Trường Khanh không vui, nữ đại phu chọc gì đến ngươi à? Nữ tử sao có thể làm đại phu được? Hơn nữa nhìn nàng ấy trông có vẻ ít tuổi hơn cầu, Thợ may cát suy nghĩ một lúc, trợn mắt và nở một nụ cười hiểu biết. Ta biết rồi, nàng ấy là người yêu của cậu chứ gì. Người yêu thì bảo người yêu thôi, giả vờ bí ẩn như vậy làm gì. Đừng nói linh tinh. Đỗ Trường Khanh tức giận nói, người ta là đại phu nghiêm túc, biết trần đoán bệnh và bảo chế thuốc, đừng nghĩ ai cũng vô liêm sỉ như ngươi. Thợ may cát tự dưng bị mắng, cầm túi thuốc khổ sâm giận dữ bỏ đi. Đỗ Trường Khanh nhìn tấm lưng cứng như đá của hắn, chửi, miệng chó không mọc được ngà voi. Sau đó hắn nhìn cô gái trông như hoa dâm bụt trước tủ thuốc, hắn cảm thấy có chút áy náy nhưng cũng có chút tự hào. Một lúc sau, hắn tự nhủ, nữ đại phu thì sao chứ? Chẳng phải đẹp mắt hơn vỏ cây cổ thụ ở Hạnh Lâm Đường sao? Hắn nhổ nước bọt, không biết đang thuyết phục chính mình hay thuyết phục người khác bổn thiếu gia không thèm kẻ xấu xí. Hiểu cái rắm ấy, tin tức về một cô nương xinh đẹp đến nhân tâm y quán đã lan truyền khắp phố Tây trong chớp mắt. Những người bán hàng rong ở phố Tây đều là người quen cũ làm ăn hơn chục năm, đỗ lão gia khởi nghiệp ở phố Tây nhưng sau đó đã làm ăn phát đạt nên bỏ đi. Giờ đây đứa con của ông đã rơi vào tuyệt vọng, trở về xuất phát điểm ban đầu của cha, còn những người hàng xóm trong phố cũng buồn bã và có phần thông cảm. Tuy nhiên, không lâu sau sự cảm thông này, Đỗ Trường Khanh mời một cô gái xinh đẹp đến làm đại phu, người trong khu phố đều coi thường hành vi của hắn. Xem ra sớm muộn gì Đỗ Thiếu Gia cũng sẽ mất đi tài sản của gia đình. Quả nhiên bồn nhão không thể chát tường, cách đó không xa trong hạnh lâm đường, chủ tiệm Bạch Thủ Nghĩa ngồi ở bàn sau, chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Bạch Thủ Nghĩa năm nay 40 tuổi, nước da trắng, dáng người hơi mũm mĩm mặc một chiếc áo khoác màu xanh, thắt lưng có giải di băng lụa sặc sỡ. Khi gặp gỡ mọi người luôn mỉm cười, nhìn có vẻ tốt bụng và dễ gần nhưng lại có đôi mắt sắc sao. Ban đầu hắn bắt đầu bằng việc sản xuất dược liệu, nhưng dần dần tiết kiệm được một số tiền và mở hạnh lâm đường trong một cửa hàng lớn trên phố Tây. Hạnh lâm đường có cửa hàng rộng rãi, dược liệu đa dạng, lượng khách hàng đông đảo. Nhưng Bạch Thủ Nghĩa không hài lòng với điều này hắn đã để mắt tới nhân tâm y quán. Mặc dù nhân tâm y quán đã cũ và xuống cấp, nhưng nó nằm ngay trên đường phố và có một vị trí đắc địa. Bạch Thủ Nghĩa muốn biến cửa hàng thành một y quán chuyên chữa bệnh, và Hạnh Lâm Đường sẽ bán dược liệu, để toàn bộ bệnh nhân trên cả phố Tây đều thuộc về Hạnh Lâm Đường và tiền sẽ tiếp tục chảy vào túi. Tuy nhiên, Đỗ Trường Khanh, chủ nhân tâm y quán, đã từ chối bán cửa hàng dù thế nào đi nữa. Bạch Thủ nghĩa trong lòng coi thường Đỗ Trường Khanh, Đỗ tiên sinh để lại rất nhiều của cải cho Đỗ Trường Khanh, nhưng đã tiêu tan gần hết, nếu là hắn, tài sản của gia tộc sẽ tăng gấp đôi. Đỗ Trường Khanh đã lãng phí nửa cuộc đời, đột nhiên tỉnh ngộ, làm ra bộ dáng lãng tử quay đầu cho ai xem chứ, hắn cũng không lo lắng Đỗ Trường Khanh không muốn bán y quán, dù sao nhân tâm y quán mỗi tháng chỉ có mấy khách hàng, e là Đỗ Trường Khanh cầm cự không được bao lâu. Đến lúc đó hắn sẽ phải bán với giá thấp và Bạch Thủ Nghĩa sẽ ép giá thấp hơn nữa. Bạch Thủ Nghĩa chỉ đợi ngày nhân tâm y quán đóng cửa, Đỗ Trường Khanh đến khóc và cầu xin hắn. Nhưng hôm nay lại nghe người khác nói rằng Đỗ Trường Khanh đã mời một cô gái xinh đẹp đến làm đại phu. Thật sự khiến người ta tò mò. Văn Hiểu, thư ký của Hạnh Lâm Đường, sau khi hỏi tin tức quay lại, đứng trước mặt Bạch Thủ Nghĩa và giải thích chi tiết mọi chuyện quả thực có một cô nương trẻ đang đứng trong y quán, cô nương ấy khá xinh đẹp. Đúng rồi, cô gái đó mấy ngày trước cũng ghé qua hạnh lâm đường, nhờ đại phu chu bán trà thuốc. Bạch Thù Nghĩa cầm chén trà dừng lại, nhìn người đàn ông trước tủ thuốc, lão chu, chuyện này có xảy ra à? Người đàn ông này tên là Chu Tế, nguyên là đại phu tại nhân tâm y quán. Sau khi đỗ lão ra mất, Chu Tế thấy Đỗ Trường Khanh tuyệt vọng nên kiếm cớ rời đi, đến hạnh lâm đường. Chỉ sau khi Chu Tế rời đi, Đỗ Trường Khanh mới bắt đầu phá lệ và gần như biến y quán thành tiệm thuốc. Chu Tế dáng người gầy gò, mặt đen vàng, để ria mép, mặc áo lụa kén, thân hình như cây tre lủng lẳng trong quần áo. Người đàn ông này dựa vào y thuật của mình để chữa trị cho các bệnh nhân ở y quán và luôn tỏ ra kiêu ngạo, nhưng lại vô cùng nịnh nọt và khen ngợi chủ nhân của mình bạch thủ nghĩa nghe được câu hỏi của bạch thủ nghĩa chu tế suy nghĩ một lúc mới trả lời đúng là mấy ngày trước có hai nữ từ từ ngoại thành đến bán than bồ hoàng hình như họ muốn gửi bán trà thảo dược than bồ hoàng kia miễn cưỡng dùng được trà thảo dược thì ta không dám dùng sai người vứt đi rồi bạch thủ nghĩa hài lòng gật đầu ngươi là người khôn ngoan hạnh lâm đường không so sánh với mấy tiệm thuốc nhỏ kia, đồ không rõ nguồn gốc tuyệt đối không được dùng, kẻo làm hỏng uy tín. Chủ tiệm, nhân tâm y quán bên kia. Chủ tế ngập ngừng hỏi. Bạch Thủ Nghĩa đặt tách trà lên bàn, chậm rãi nói, đỗ trưởng khanh dám để một nữ nhân ngoại địa làm đại phu. Ta thấy, hắn ta tham luyến mỹ sắc, tự tìm cái chết. Cứ chờ xem, chỉ qua mấy hôm nữa thôi, nhân tâm y quán sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ y quán ở thịnh kinh. Hắn ta nâng niu giải lụa quanh eo, cười khinh thường, bùn nhão không đắp nổi tường, quan tâm hắn làm gì. Đỗ Trường Khanh không biết mình chính là một đống bùn trong miệng bạch thủ nghĩa bên cạnh. Nhưng dù có biết thì bây giờ cũng không có thời gian quan tâm đến nó nữa. Trong phòng khám, Lục Đồng đang gấp từng viên trà thuốc đã chuẩn bị sẵn vào trong bình. Trên chiếc bàn gỗ màu vàng ngoài cùng đã xếp khoảng chục bình trà thuốc, nhìn thoáng qua giống như một tòa tháp nhỏ uy nghi, vô cùng hoành tráng. Tuy nhiên, mặc dù Đỗ Trường Khanh cả ngày gào thét, cũng có rất nhiều mỹ nữ tới xem, nhưng trà thuốc lại không có người để ý. Ngân tranh kéo Đỗ Trường Khanh sang một bên, lão đại của tôi, trước cửa vắng tanh quá, huynh không nghĩ ra cách khác sao? Ví dụ như tìm người làm một bài hát về loại trà thảo mộc này hoặc mời mấy cô gái đến cửa bàn chuyện làm ăn có phải tốt hơn không cứ ngồi đây ngơ ngác thì làm thế nào đỗ trường khanh trợn mắt ngân tranh cô nương đây là y quán không phải hoa lâu sao cô có thể tùy tiện như vậy ngân tranh sắc mặt hơi thay đổi một hồi lâu không nói tiếc đỗ trường khanh hoàn toàn không biết chỉ nói trước kia ta đã nói với cô nương của cô rồi nếu nữ tử hành nghề y ngồi trong y quán thì không ai có thể mua được Nhìn mấy tên khốn nạn kia, bọn họ đều đến đây để chiêu chọc. Họ không tin vào nữ đại phu. Đương nhiên, ta cũng muốn thử loại trà thảo mộc mới nhưng chúng ta mở cửa gần như cả ngày nhưng chưa bán được một gói nào. Trong mắt hắn lộ ra chút lo lắng. Đang lúc hắn đang lo lắng thì A Thành ở bên ngoài đột nhiên hét lên, hồ viên ngoại tới rồi. Đây quả thực là một vị Bồ Tát sống, đỗ trưởng khanh nghe vậy, hai mắt sáng lên, lập tức nở nụ cười, bước ra đón chào và nói, thúc thúc. Lục đồng đang rót trà thảo dược, ngước mắt lên, nhìn thấy một người đàn ông đeo khăn quàng cổ, ăn mặc như nho ra từ cửa đi vào. Hồ viên ngoại được đỗ trường khanh đỡ đi vào y quán, ông gọi trường khanh. Nhìn thấy lục đồng đang đứng trước tủ thuốc, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là. Đỗ trường khanh đón hồ tiên sinh vào giường trong rồi ngồi xuống, sau đó bảo A thành pha trà bây giờ cửa hàng đã được dọn dẹp sạch sẽ tủ thuốc đã được rời đi trông rộng rãi hơn rất nhiều hồ viên ngoại nhìn xung quanh vô cùng kinh ngạc trường khanh cửa hàng của con so với trước kia nhìn đẹp mắt hơn rất nhiều đỗ trường khanh cười con chỉ dọn dẹp một chút thôi không tệ hồ viên ngoại rất hài lòng xem ra lần trước con nghe lời ta nói tiến bộ rất lớn đỗ trường khanh cười hồ viên ngoại lại nhìn lục đồng đây Đỗ Trường Khanh cười nói, đây là đại phu cháu vừa mời đến, trà của thúc là. Làm càn. Đỗ Trường Khanh còn chưa nói hết câu, hồ viên ngoại đột nhiên đứng dậy mắng, nữ nhân ngu dốt, sao có thể hành nghề y ở y quán. chương 16, lấy lùi làm tiến. Bốn phía im lặng, ngân tranh bị tiếng gầm đột ngột của hồ viên ngoại làm cho giật mình, vô thức nhìn lục đồng trước tù thuốc. Lục đồng đang bày trà thuốc dừng lại, vẻ mặt rất bình tĩnh. Lão học giả vẻ mặt tức giận, tròm dâu dựng lên chỉ vào đỗ trường khanh mắng, đỗ trường khanh, nhân tâm y quán là di sản do cha ngươi để lại, y quán quản lý không tốt, thu nhập không cao, nhưng cũng do chính cha ngươi đã vất vả xây dựng lên, sao có thể bị ngươi hủy hoại như thế này? Đỗ trường khanh khó hiểu, sao lại là cháu hủy hoại? Ngươi tìm một cô nương trẻ đến đây làm đại phu. Là muốn cha ngươi dưới cửu tuyền không thể nhắm mắt đúng không? Tại sao lại không được tìm một nữ tử trẻ tuổi làm đại phu? Đỗ Trường Khanh khó hiểu, trong y quán có nữ đại phu xinh đẹp, cha cháu tự hào còn không kịp. Cho dù dưới cửu tuyền không nhắm được mắt thì cũng là do hạnh phúc quá thôi. Ngươi! Hồ Viên ngoại tức giận, chỉ thẳng tay vào Lục Đồng, nữ nhân không được học hành, lại dùng chiêu trò lừa người, cô mau đi đi đừng tưởng trường khanh còn trẻ chưa hiểu chuyện sẽ bị cô lừa gạt sau đó ông nói với đỗ trường khanh lão phu nhận giao phó của cha ngươi quyết không trơ mắt nhìn ngươi chìm trong bùn sau khi ông ta nói xong những lời này mọi người trong phòng đều sững sờ lục đồng bỗng nhiên hiểu ra hóa ra hồ viên ngoại coi nàng là kẻ lừa đảo với ý đồ xấu im lặng một lúc đỗ trường khanh ho nhẹ lúng túng nói lục đại phu không phải kẻ lừa gạt nàng ấy thực sự là đại phu ngươi đã bao giờ nhìn thấy một đại phu trẻ như vậy làm trong y quán chưa hồ viên ngoại buồn bã nói trường khanh nếu ngươi để cô ta làm trong y quán người ta sẽ nhìn ngươi như thế nào sẽ chỉ coi y quán này là lừa gạt một mớ hỗn độn còn ra thể thống gì ta nói ngươi biết một tách trà được đặt trên bàn trước mặt hồ viên ngoại hồ viên ngoại choáng váng Lục đồng đứng thẳng người, nhìn hồ tiên sinh, nhẹ nhàng nói, lão tiên sinh, vết loét trong miệng sưng lên, nóng rát và đau đớn như thiêu đốt, ngài cũng nên tránh bực tức, chán nản. Dù có tức giận thì trước tiên hãy nên uống một chén trà ấm cho tan đục, giải độc, thanh tịnh tâm hòa. Hồ viên ngoại theo bản năng trả lời, cảm ơn. Ông ta nhấp một ngụm trà, đột nhiên phản ứng lại, chừng mắt nhìn lục đồng, sao người biết lão phu bị nhiệt miệng. Lục đồng mỉm cười không nói gì. Đỗ trường khanh vội vàng đẩy A Thành ra, vẻ mặt ngượng ngùng nói, Thúc, cháu đã nói với Thúc, Lục đại phu này thật sự biết chữa bệnh, không phải là kẻ nói dối. Trà thảo dược mà Thúc dùng để trị nghẹt mũi là do Lục đại phu pha chế. Đúng không, A Thành? A Thành gật đầu liên tục. Lúc này hồ viên ngoại thực sự kinh ngạc. Ông ta nhìn từ trên xuống dưới lục đồng, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ cô đúng là đại phu. Lục đồng gật đầu. Không thể nào, hồ viên ngoại nghĩ, vị đại phu thiên tài ở Hàn Lâm y quán viện, lúc bắt đầu nghiêm túc hành y cũng là từ ngoài 20 tuổi trở đi. Tiểu nha đầu này được mấy tuổi chứ? Chẳng lẽ tùy ý học được vài chiêu liền đi ra ngoài để lừa người? Hơn nữa, nữ tử hành nghề y, cùng lắm là làm mấy việc đỡ đẻ, phụ khoa. Chứ làm đại phu chủ trị như một đại phu già ông liếc nhìn đỗ trường khanh trường khanh chu tế ngày trước là đại phu của nhân tâm y quán cũng là sau 30 mới bắt đầu trần trị một cô nương mười mấy tuổi và một lão đại phu hành y nhiều năm bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy người thứ nhất không đáng tin cậy lục đồng nghe vậy cũng không quan tâm chỉ nói lão tiên sinh có tin hay không thì cũng không quan trọng dù sao ta sẽ sớm rời khỏi thịnh kinh thôi Lời này vừa nói ra đỗ trường khanh và ngân tranh đều giật mình hồ viên ngoại càng sốc hơn cái gì lục đồng chậm rãi nói ta theo học một đại phu nổi tiếng sau khi sư phụ qua đời ta một mình đến thịnh kinh để cứu tế thế gian hoàn thành di nguyện của sư phụ ta không muốn mọi người đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà không tin ta hành y nếu đã không lấy được lòng tin của mọi người thì ta cũng không thể khiến y quán hoạt động trở lại tất nhiên cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại đây nàng bước đến tủ thuốc từ ngăn kéo lấy ra mấy túi trà thảo dược đặt trước mặt hồ viên ngoài ta biết hôm nay tiên sinh tới đây lấy trà thảo dược cho nên đặc biệt làm thêm mấy gói ở đây có mười gói trà thảo dược để dành dùng trong hai tháng lục đồng nói vào mùa xuân cây dương sẽ sinh sôi ngài nhớ ít ra ngoài hơn nhé giọng nói của nàng bình tĩnh tư thế khiêm tốn nàng không hề tức giận, nhưng lại khiến trong lòng hồ viên ngoại hiện lên một tia áy náy, nhìn thân hình nhỏ nhắn gầy gò của nàng giống như chiếc lá rơi nhẹ trong gió lạnh, chợt cảm thấy dâng lên tinh thần anh hùng, nhất thời quên mất ý định ban đầu của mình mà chỉ nói, vớ vẩn. Ai nói cô không đáng tin cậy ngân tranh âm thầm trợn mắt. Hồ viên ngoại thở dài, một tiểu cô nương một mình đến thịnh kinh, thật dũng cảm, kế thừa di nguyện của sư phụ là chính nghĩa, sẵn sàng cứu giúp thế gian chữa bệnh. Đây là chính nghĩa, đức hạnh và lòng dũng cảm, chẳng lẽ không đáng tin cậy sao? Chỉ với trái tim này cũng là người vĩ đại nhất trên đời. Lần này, ngay cả Đỗ Trường Khanh cũng không khỏi trợn tròn mắt. Hồ viên ngoại lại nhìn lục đồng, ngập ngừng nói, lục đại phu, nếu cô thực sự phải rời đi, vậy trà thuốc kia. Ta đương nhiên sẽ không điều chế trà thảo dược nữa. Lục đồng nói, Ta cũng sẽ không bán công thức này. Sao có thể? Hồ viên ngoại nhảy dựng lên, lần này ông ta thực sự rất sốt ruột, nói, "Ta đã uống loại trà thảo dược đó, hiện tại chứng ngạt mũi của ta đã đỡ hơn rất nhiều, hai ngày nay ta thậm chí còn dám đến bờ sông. Ngày xưa ở bờ sông khi hoa dương bay, nước mũi của ta liền chảy thành sông." Lục đại phu, cô phải tiếp tục bán trà thảo dược và không được rời khỏi thịnh kinh lục đồng im lặng đỗ trường khanh đúng lúc can thiệp thở dài đều là do y quán của cháu không nổi tiếng lục đại phu thật sự rất xinh đẹp nhưng lại không có người chịu tin trà thảo dược chúng ta bán có tác dụng sẽ thật tuyệt nếu có một người có danh tiếng tốt và nhiều bạn bè sẵn sàng thu hút khách hàng cho chúng ta đáng tiếc cháu chỉ có một vài người bạn và danh tiếng của cháu còn đang bị lung lay hồ viên ngoại bỗng nhiên giật mình Đỗ Trường Khanh lại dụ dỗ nói đến mới nhớ, mấy ngày nữa là tới hội hoa đào. Hồ viên ngoại đứng dậy, cầm trà thuốc trên bàn đi ra ngoài nói. Ta biết rồi, đừng lo lắng, lục đại phu, 10 ngày, trong vòng 10 ngày, trà thuốc trị nghẹt mũi của cô nhất định sẽ nổi tiếng ở thịnh kinh. Ông vội vàng rời đi, đỗ trường khanh khoanh tay nhìn theo bóng lưng của ông ta, lắc đầu, lão học giả khó ưa này tính tình nóng này, khó trách lại bị luet miệng. Lục đồng quay lại tủ thuốc mồi xuống. A Thành có chút khó hiểu, nhìn lọ thuốc nhỏ hình tháp trên bàn gỗ rồi hỏi. Lục đại phu, chẳng phải cô còn nhiều trà thuốc nghẹt mũi như vậy sao? Tại sao lại nói dối hồ viên ngoại là chỉ còn lại 10 gói? Đỗ trường khanh đá vào mông hắn, mắng, đổ mốc, nếu ngươi không nói như vậy, lão học giả chua ngoa đó sẽ gấp gáp sao? Hắn khịt mũi, đừng tưởng rằng ông ta tốt bụng giúp đỡ như vậy, chỉ là sợ sau này không có trà thuốc để uống nhưng lục đại phu này hắn nhìn lục đồng nháy mắt với lục đồng cô cũng không tệ mấy câu lấy lùi làm tiến liền khiến lão ra hỏa như ngồi trên đống lửa cô nương ngân tranh có chút lo lắng hồ viên ngoại đó thật sự sẽ dẫn khách đến mua trà thảo dược sao lục đồng khẽ mỉm cười ừ hai ngày sau là hội hoa đào ở thịnh kinh một học giả tao nhã như hồ viên ngoại nhất định phải đi loanh quanh ngắm cảnh, gọi đồ uống ở đình, say xưa cùng những vị khách quý. Việc hồ viên ngoại nhắc đến trà thuốc trị nghẹt mũi chắc chắn sẽ khơi dậy sự tò mò của mọi người. Đôi khi lời nói đùa của văn nhân còn tốt hơn bất kỳ biển hiệu đẹp đẽ nào. Cứ chờ xem, nàng thì thầm, hai ngày nữa sẽ biết thôi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 17, trở nên nổi tiếng hai ngày sau chính là hội hoa đào hàng năm ở thịnh kinh ở cầu lạc nguyệt những chiếc thuyền nhẹ đến và đi như con thoi hai bên bờ sông hoa dương bay đầy trời đi dọc theo bờ sông khoảng sáu bảy dặm có một hồ nước nhỏ ở giữa có một đình nhỏ hai bên đình có hai ba chiếc thuyền nhỏ đầu hội học sĩ đến ngắm hoa đào đều tụ tập ở đây vui chơi đó là một nơi yên tĩnh được bao quanh bởi hồ nước khi nhìn lên có thể thấy khung cảnh tráng lệ của bờ sông, xa xa là cây cối và hoa đào. Văn nhân thích nơi này nhất, hàng năm đều tụ tập ở giữa hồ ngắm cảnh, ngâm thơ. Năm nay cũng vậy, các vị học giả đang trò chuyện ở đây, khi thơ ca đang sôi động, một chiếc thuyền khác dừng lại trước đình, có người xuống thuyền. Người đó đội mũ, khoác một chiếc áo choàng màu hạt rẻ mới toanh, trông đầy năng lượng. Hóa ra là hồ viên ngoại mọi người trong đình nhìn thấy hồ viên ngoại đều sửng sốt một chút sau đó kinh ngạc hô lên hồ viên ngoại ông hôm nay sao lại đến hội đào hoa hồ viên ngoại mím môi sao ta lại không tới đây được không phải ông bị nghẹt mũi lâu năm sao cứ gặp hoa dương liễu là khó chịu còn gì một người khác thắc mắc mùa xuân những năm trước ông còn không bước ra khỏi cửa thế mà sao hôm nay lại ra ngoài trên đường đến đây có không ít hoa dương có người kinh ngạc hỏi, không thấy ông quấn khăn quàng cổ, lão hồ, ông? Hồ Viên ngoại đi tới bàn đình ngồi xuống, dè dặt giơ tay lên, sau khi mọi người nhìn, ông ta chậm rãi nói, hôm nay lão phu không chỉ đến hội đào hoa, mà còn đi mấy vòng dọc bờ sông. Trước khi lên thuyền, ta còn đi ăn vịt hầm dưới cầu Lạc Nguyệt, còn chiếc khăn tay. Ông kìm nén niềm tự hào và cười nhẹ lão phu đã khỏi nghẹt mũi nên tự nhiên không cần khăn tay nữa lão hồ đang nói điêu đấy à hồ viên ngoại còn chưa kịp nói xong một người ngồi cùng bàn đã nghi ngờ nghẹt mũi từ trước đến nay khó giải quyết rất nhiều bằng hữu cũ của chúng ta cũng mắc phải bệnh này không thể đến hội hoa đào không tham gia được văn hội ngâm thơ uống rượu ông làm thế nào mà khỏi vậy hồ viên ngoại nghe vậy thì khịt mũi ta lừa mọi người làm gì nếu không tin thì cứ đến Nhân Tâm Y quán ở phố Tây, mua trà thảo mộc trị nghẹt mũi, uống hai túi, rồi sẽ biết ta có nói dối hay không thôi." Ông thuận tay kéo lấy tập thơ trong tay mọi người, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên lão phu nghiêm túc nhìn hoa dương bay, "Ta nghĩ hội thơ hôm nay sẽ có tựa đề dương hoa." Lục Đồng không có cơ hội nhìn thấy khung cảnh sôi động của hội thơ hoa đào. Đỗ Trường Khanh, ông chủ của Nhân Tâm Y quán từng là một tay chơi, từng chơi trọi gà, đấu chó, trêu hoa gẹo liễu, bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, không quan tâm đến phong hoa tuyết nguyệt nữa. Ngày hội hoa đào hôm ấy, hắn trốn trong cửa hàng xem sổ sách cả ngày. Mặc dù sổ sách chẳng có gì để xem, tuy nhiên, cho dù hắn muốn đi chơi thì lục đồng cũng không cho hắn có thời gian rảnh rỗi. Mấy ngày nay, lục đồng vẫn không nhanh không chậm làm trà thuốc. Nguyên liệu làm trà thuốc trị nghẹt mũi không đắt tiền nên Đỗ Trường Khanh rất hào phóng, cứ để Lục Đồng làm. Tuy nhiên, Ngân Tranh luôn lo lắng hỏi Lục Đồng, "Cô nương, chúng ta đã làm nhiều trà thảo dược như vậy mà vẫn chưa bán được ít nào. Chúng ta có nên dừng lại không?" "Không cần." Lục Đồng nói, "Sẽ có người mua." Nhưng nàng còn chưa nói xong đã có người đột nhiên hỏi, "Xin lỗi, y quán của các vị có bán trà thảo dược trị nghẹt mũi không?" Lục Đồng ngẩng đầu nhìn thấy một nhóm người đang đứng trước cửa y quán, ước chừng 5-6 người, đều là văn sĩ mặc áo dài đội mũ. Đám người này nhìn thấy khuôn mặt của Lục Đồng, nhất thời sửng sốt, như không ngờ vị đại phu trong đại sảnh lại là một cô gái trẻ đẹp. Đỗ Trường Khanh ném cuốn sổ kế toán trong tay đi, nhiệt tình tiến tới, các vị muốn mua trà thảo dược trị nghẹt mũi là. Có có có, toàn bộ thịnh kinh, chỉ có nhân tâm y quán của chúng ta mới có loại trà thảo dược này. Văn sĩ trẻ tuổi đứng đầu không dám ngẩng đầu nhìn mặt Lục Đồng, đỏ mặt nói, là hồ viên ngoại nói cho chúng ta biết, ở đây có trà thuốc có thể chữa nghẹt mũi. Lục Đồng giơ tay, từ trong tháp nhỏ lấy ra mấy gói trà thuốc, đặt trước mặt mấy người họ rồi nói, các vị muốn mua Xuân Thủy Sinh sao? Bốn lạng bạc một gói. Xuân Thủy Sinh. Các học giả bối rối lục đồng mỉm cười dương hoa tán thời xuân thủy sinh nghẹt mũi thường do hoa dương bay gây ra phải đến mùa hè mới khỏi trà thảo dược này có màu xanh lục mùi thơm nhẹ trông như nước suối khi uống trà rắc rối do hoa dương sẽ được giải quyết nên có tên là xuân thủy sinh ngân tranh và đỗ trường khanh sửng sốt nhưng nhóm văn sĩ lại vui mừng có người nói thật phong nhã loại trà thảo dược này có cái tên tao nhã như vậy. Kể cả không có tác dụng thì ta vẫn muốn dùng thử. Cô nương, hắn cười nói, ta muốn hai gói. Ta cũng muốn hai gói. Ông nội ta bị nghẹt mũi đã nhiều năm, ông cũng rất yêu thơ, nếu ta không mua biếu ông thì ra gì nữa. Ta cũng lấy hai gói. Nhân tâm y quán nhất thời trở nên sôi động. Bình trà thuốc trên bàn gỗ màu vàng trong nháy mắt đã trông rỗng a thành chật vật đứng ra giữa đám đông các vị công tử xin vui lòng đợi một lát tiểu tiệm đi lấy thêm đừng chen đừng chen mà bên này nhân tâm y quán đông đúc khác thường trong hạnh lâm đường cách đó không xa bạch thủ nghĩa đang chắp tay tưới nước cho chậu lan mới của mình hoa lan thơm và tao nhã tượng trưng cho người quân tử bạch thủ nghĩa hài lòng ngắm nhìn một lát đột nhiên nhớ tới cái gì hỏi chu tế đang đứng trước tù thuốc phải rồi lão chu nhân tâm y quán dạo này thế nào rồi không thế nào cả chu tế cũng cười nói đỗ trường khanh thuê một cô gái trẻ làm đại phu làm sao người ta có thể tin tưởng được đúng là tự nâng đá đập chân ta nghe nói từ khi nữ tử này tới nhân tâm y quán đến một khách mua thuốc cũng không có e rằng không lâu nữa cửa hàng sẽ thực sự gặp khó khăn nghe vậy hệt thù nghĩa hà hê trên khuôn mặt to tròn trắng trèo nở nụ cười, nhưng cũng giả vờ thương tiếc, vị đỗ thiếu gia này năm đó được cha chiều quá hóa hư rồi. Rõ ràng đã quá hai mươi mà không làm được gì, không chống đỡ được gia đình. Người xem, một y quán tốt như vậy, không ngờ lại bị hắn làm loạn như thế này, đúng là tạo nghiệp. Hắn ta giả vờ thở dài, một tay vuốt lá lan, nói, thật sự không ổn, hàng xóm ta đây cũng có chút hảo tâm tiếp quản y quán lát nữa ngươi sang hỏi lại hắn ta việc chuyển nhượng cửa hàng nhưng giá cả bây giờ thì không được bằng nửa năm trước đâu đang nói chuyện văn hữu đột nhiên ở ngoài cửa hét lớn chủ nhân nhân tâm y quán nhân tâm y quán bạch thủ nghĩa ngước mắt lên nhân tâm y quán xảy ra chuyện gì vậy có rất nhiều người đến trước cửa nhân tâm y quán rất nhiều người bạch thủ nghĩa giật mình trong đầu nghĩ chẳng lẽ nữ nhân kia chữa không được bệnh gây chết người nên người nhà bệnh nhân tới bắt đền nữ đại phu non trẻ tự cho rằng mình có y thuật xuất sắc không biết cũng giả vờ là biết việc phạm sai lầm gây chết người là chuyện thường tình đỗ trường khanh tưởng rằng mình đã tìm được biện pháp nhưng thực ra hắn đang tìm cái chết đây này phiền phức đang tìm đến rồi trong lòng bạch thủ nghĩa đang nghĩ như vậy chưa kịp cười một cái văn hữu đã do dự nói không phải những người đó nói bọn họ đến nhân tâm y quán mua trà thuốc. Có một âm thanh bục, nước tưới hoa đổ tung tuế khắp sàn nhà. Bạch Thủ Nghĩa lớn tiếng nói, người nói cái gì? chương 18, Xuân Thủy Sinh Hội Đào Hoa ở Thịnh Kinh năm nay, điều nổi tiếng nhất không phải là tập thơ do những danh sĩ ở Hồ Đình biên soạn, cũng không phải là giọng hát trong trẻo mơ hồ của đoàn lệ viên Tiểu Đan trên cầu Lạc Nguyệt mà là một loại trà thuốc tên là Xuân Thủy Sinh ở Nhân Tâm Y Quán. Loại trà thảo dược này được cho là có thể làm giảm đáng kể vấn đề nghẹt mũi, giúp những người văn nhân không thể ra ngoài vào mùa xuân có thể nhìn thấy mùa xuân trở lại. Đối với những vị khách văn chương đã bỏ lỡ cảnh tượng hoành tráng những năm trước do nghẹt mũi thì đây thực sự là một vị Bồ Tát sống. Hơn nữa, nó có một cái tên cảm động như vậy. Xuân Thủy Sinh chỉ nghe tên thôi cũng đã cảm nhận được hương thơm. Nghe nói người bán trà thảo mộc ở Nhân Tâm Y Quán là một cô nương trẻ, nước da yếu ớt, khuôn mặt xinh đẹp, cô nương này cũng là đại phu, điều này càng khiến người ta tò mò hơn. Vì thế mấy ngày qua, một nửa số lượng người đến là muốn xem tây thi trà thuốc, một nửa là vì phục vụ cho thú vui phong nhã, người đến mua xuân thủy sinh như một dòng chảy bất tận. Xe cộ trước Nhân Tâm Y Quán mỗi ngày đều tấp nập rất khác so với sự tiêu điều vắng vẻ ngày trước. Đỗ Trường Khanh đếm tiền tiến vào, mặt sắp bật cười, giọng điệu còn ngọt ngào hơn cả ăn mật, "Lục đại phu, năm ngày qua chúng ta đã bán tổng cộng 30 gói trà thuốc, trừ chi phí nguyên liệu, lãi được 100 lượng." "Ôi trời." Bản thân hắn cũng thấy khó tin, đây là lần đầu tiên ta kiếm được nhiều tiền như vậy sau khi cha qua đời. Ngân Tranh nằm trước tủ thuốc, nhìn Lục Đồng cười nói, "Cô nương nói đúng." chỉ cần đặt cho loại trà thảo dược này một cái tên hay, quả nhiên không phải lo không bán được hàng. Lục đồng đang cúi đầu sắp xếp lại dược liệu, nghe vậy mỉm cười. Ngân tranh giỏi làm thơ nên đã nhờ Ngân tranh viết nhiều bài thơ về hoa dương và chọn xuân thủy sinh làm tên trà. Những người có quan hệ tốt với hồ viên ngoại hầu hết đều là những vị khách trí thức và sang trọng. Những người này không thiếu tiền và yêu thích sự nho nhã, với một chút giới thiệu của hồ viên ngoại những người này sẽ đến mua thử một đồn mười mười truyền trăm thịnh kinh không thiếu những người theo đuổi xu hướng ngày càng có nhiều người đến mua trà thảo dược hơn nữa xuân thủy sinh còn có tác dụng thần kỳ làm giảm nghẹt mũi chỉ cần ai đó đã sử dụng và biết được công dụng của nó thì chắc chắn họ sẽ quay lại lần nữa a thành bỏ một khối bạc vào trong hộp đỗ trường khanh nhìn lục đồng sau đó đột nhiên nói lục đại phu ta thấy cô có đầu óc thông minh, cho dù không làm trà thảo mộc, vẫn có thể làm được việc khác. Hay là ta với cô bắt tay hợp tác làm ăn, vạch ra con đường máu ở thương trường thịnh kinh, trở thành người giàu nhất nước lương. Cô nghĩ gì không? Hắn đúng là dám nghĩ, lục đồng bình tĩnh nói, không thế nào cả. Sao lại thế? Đỗ trường khanh nghiêm túc nói, ta có tiền, cô có đầu óc, ta và cô liên thủ, chúng ta sẽ vô địch ngân tranh không nhịn được nói xen vào ông chủ nếu thật sự ngài có tiền chi bằng tăng lương cho cô nương nhà ta đi thế đạo khó khăn cô nương của ta cũng không dám nghĩ đến việc trở thành người giàu nhất đâu đỗ trường khanh liếc mắt nhìn lục đồng vẫn không chút lay động xì một tiếng ta biết lục đại phu có chí hướng cao cả một lòng chỉ muốn cứu tế thế gian lục đồng ừ một tiếng đỗ trường khanh vẫn không chịu bỏ cuộc Lục Đại Phu, cô thật sự không cân nhắc thêm chút sao? Lục Đồng ngước mắt lên, nếu Đỗ Trưởng Quầy có tâm nghĩ đến chuyện này, chi bằng tìm thêm nguyên liệu để làm trà thảo dược. Hôm nay là ngày thứ năm. Nhóm khách hàng mua trà thảo dược từ ngày đầu tiên hẳn là đã thấy có chút hiệu quả. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra, ngày mai sẽ có nhiều người mua hơn, thật không? Đỗ Trưởng Khanh nghe thế, liền tinh thần phấn chấn, lập tức đứng dậy gọi A Thành tới mang dược liệu đi thôi A Thành chúng ta mang nhiều dược liệu chút đừng để lục đại phu bị mệt hắn rất phấn khởi vừa bước đi vừa liếc nhìn ra ngoài Đắc y nói sống sót từ tuyệt cảnh rồi nghĩ tới hạnh Lâm đường bên kia hiện tại hẳn là tức chết Bạch Thủ Nghĩa thực sự là đang tức điên lên hắn đã ngủ không ngon mấy ngày khiến mặt sưng tấy ngay cả nụ cười thường trực trên mặt cũng trở nên cứng ngắc Mấy ngày trước, một nhóm văn nhân đột nhiên đến nhân tâm y quán mua trà thảo mộc, Bạch Thủ Nghĩa nhờ người hỏi thăm, hóa ra lời phát biểu của hồ viên ngoại tại hội Hoa Đào đã khơi dậy sự tò mò, thu hút nhiều người đến với nhân tâm y quán. Hồ viên ngoại là bạn thân nhất của Đỗ Lão Gia, sau khi Đỗ Lão Gia qua đời, hồ viên ngoại luôn chăm sóc Đỗ Trường Khanh. Nhắc mới nhớ, Y quán tồi tàn của Đỗ Trường Khanh sẽ không thể tồn tại được nếu không có Hồ Viên Ngoại thỉnh thoảng đến mua một số dược liệu. Bạch Thủ Nghĩa cũng coi thường Hồ Viên Ngoại, một ông già vụng về, chua chát và khó ưa, đáng bị ghét bỏ. Vì vậy, Bạch Thủ Nghĩa rất khinh thường khi biết Hồ Viên Ngoại là người giới thiệu. Có vẻ như để vực dậy y quán, Đỗ Trường Khanh đã tìm đến một nữ tử vô danh làm đại phu hắn còn điều chế một ít trà thuốc và nhờ hồ viên ngoại giúp đỡ. Loại chuyện đầu cơ trục lợi này có thể nhất thời kiếm lợi, nhưng không thể duy trì lâu dài. Luôn suy nghĩ như vậy trong đầu, nhưng Bạch Thủ Nghĩa không biết vì sao luôn cảm thấy có chút bất an. Hắn ta đi đi lại lại trong sân sau rộng rãi của hạnh lâm đường, nắm chặt dài di băng lụa quanh eo, thậm chí không thèm ngắm nhìn những bông hoa lan mới nở. Dường như nhìn thấy Bạch Thủ Nghĩa khó chịu, Chu tế ở bên kia liền nịnh nọt an ủi. Ông chủ đừng lo lắng, chứng nghẹt mũi này rất khó chữa. Thuốc trị nghẹt mũi ở y quán chúng ta mùa xuân nào cũng bán chạy nhất. Bây giờ những người đó đã bị thu hút theo lời của các văn sĩ ở hội đào hoa. Lý do mua trà thảo mộc phần lớn là để tao nhã. Sau khi sắc uống một thời gian không có tác dụng, bọn họ tự nhiên sẽ không mua nữa. Bạch Thủ Nghĩa ngẫm nghĩ lời ông ta nói, cảm thấy có chút có đạo lý, đúng vậy. Những học giả đó hiếm người có chức có quyền, toàn là một đám học sĩ thối hay ra về. Một gói xuân thủy sinh có giá bốn lạng bạc, đây không phải là số tiền nhỏ. Cho dù họ có sẵn sàng chi tiền cho sự phong nhã, thì cũng sẽ không sẵn sàng mỗi ngày đều vứt tiền ra ngoài cửa sổ. Đó là sự thật. Chu tế gật đầu, hơn nữa, nhân tâm y quán lại tự hào về trà thuốc như vậy, nếu người mua uống mấy ngày mà thấy không có tác dụng thì chúng ta cũng không cần ra tay bọn văn nhân đó ngủ nước bọt cũng có thể dìm chết họ vậy thì lo lắng làm gì bạch thủ nghĩa ánh mắt lóe lên hắn trầm ngâm một lát sau đó vươn tay gọi nhỏ giọng nói vào tay văn hữu đi ra ngoài tung ra một ít tin đồn nói xuân thủy sinh của nhân tâm y quán uống vào có thể giảm nghẹt mũi ngay lập tức hiệu quả thần kỳ nhớ đồn nhiều ở chợ và cổng đền miếu Người thanh niên gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Lông mày của Bạch Thủ Nghĩa lại mở rộng. Những người bình thường ở chợ và đền miếu không có nhiều tiền như lão học giả hồ viên ngoài. Đặc biệt là những phụ nhân trung niên rất tiết kiệm, quý trọng từng đồng tiền. Nếu bỏ ra số tiền lớn để mua trà thảo mộc mà không có tác dụng gì thì ngày sau hẳn sẽ tới nhân tâm y quán gây rối. Trèo càng cao thì ngã càng đau. Bạch Thủ Nghĩa cười tâu tuét. Lông mày và ánh mắt tươi vui như di lặc Cửa hàng ở góc phố Từ lâu đã được coi là của riêng hắn, hắn thậm chí còn nghĩ đến việc sửa chữa, trang trí như thế nào, chỉ chờ ngày nhận được giấy tờ chuyển nhượng. Phố Tây chỉ có thể có một y quán, còn đỗ Trường Khanh. Hắn hừ một tiếng, công tử bột thì cứ ra vẻ công tử bột đi. Học Lãng Tử quay đầu cái nỗi gì chứ? Chương 19, Ngô Hiếu Tử. Ngày tháng trôi qua như nước, chớp mắt đã đến tháng 3, thời tiết càng ngày càng ấm áp. Dương liễu xanh xanh, hoa răng khắp lối, người ta đi chơi tấp nập bên cầu Lạc Nguyệt, ngắm hoa, tụ tập bạn tốt, xe ngựa thơm ngát không ngừng trên đường phố, yên ngựa vàng tranh giành đường đi, trang trí thịnh kinh với nhiều màu sắc khác nhau, xanh đỏ rực rỡ. Có nhiều người đi du xuân nên xuân thủy sinh bán rất chạy. Lục Đồng xếp các hộp trà thuốc thành một tòa tháp nhỏ và đặt chúng trên chiếc bàn gỗ màu vàng ở phía trước nhân tâm y quán, đồng thời bảo Ngân Tranh viết một bức thư pháp và treo nó lên bức tường phía sau bàn. Thường có nho sĩ muốn mua trà thảo dược đến y quán, nhưng lại không chú ý đến trà thảo dược mà lại bị chữ viết phía sau bàn hấp dẫn. Thanh thản không lo không khách tới một bình xuân thủy nấu hương trà hàn mai dương cành nghênh xuân mây mưa phùn trong gió ngắm hoa rơi có người đứng trước cửa y quán, lẩm bẩm bài thơ trên tường, thấp giọng khen ngợi, hay lắm. Lục đồng ngước mắt lên, là một người đàn ông trung niên ăn mặc như một nho sĩ, quảng khăn vuông, mặc áo xanh lam. Chiếc áo choàng đã bạc màu, có những miếng vá dấu ở khuỷu tay. Người đàn ông có vẻ hơi xấu hổ, đỏ mặt hỏi lục đồng đang ngồi trước tủ thuốc. Xin lỗi cô nương, ở đây có bán trà thuốc trị nghẹt mũi không? Một gói bốn lạng bạc nam nhân này quần áo nghèo khổ một bình trà thảo dược trị giá bốn lạng bạc đối với hắn có lẽ không hề rẻ tuy nhiên khi nghe giá hắn chỉ hít một hơi thật sâu rồi móc ra một chiếc túi cũ có hình dạng không thể phân biệt được từ đó lấy ra một ít bạc vụn a thành đem đi cân vừa đúng bốn lạng bạc lục đồng liền bưng một gói trà thảo dược đưa cho hắn nói ngày hai ba lần chỉ cần đun sôi rồi uống một gói trà thảo dược có thể chia làm 5-6 ngày. Nho sĩ gật đầu đồng ý, giống như bảo bối ôm gói thuốc vào trong ngực, sau đó chậm rãi bước đi. Sau khi hắn rời đi, Ngân Tranh nhìn bóng lưng người ta và cảm thấy có chút kỳ lạ, người này trông có vẻ nghèo khó, sao lại đến đây mua trà thảo dược đắt tiền thế nhỉ? Chẳng phải sẽ tự tạo thêm gánh nặng sao? Lục Đồng nhìn theo ánh mắt nàng, cúi đầu sắp xếp lại các lọ rồi nhẹ nhàng nói: có lẽ là mua cho người mà hắn quan tâm lo lắng vị nho sĩ rời phố tây đi vòng qua cổng miếu và bước vào một khu hàng bán cá tươi khu hàng cá có hàng chục sạp bán cá nồng nặc mùi tanh và máu lúc này chợ đã đóng cửa hắn cẩn thận tránh máu và vẩy cá trên mặt đất và tiến vào một túp lều ngôi nhà rất siêu vẹo nhưng đã được dọn dẹp rất sạch sẽ khi có động tĩnh giọng nói khàn khàn của một bà lão từ bên trong truyền ra, con à. Dạ, nho sĩ đặt chiếc trà xuống, vội vàng đáp lại, đi vào trong đỡ bà lão dậy. Nho sĩ này tên là Ngô Hữu Tài, học tài thi phận. Hắn đã thi trượt rất nhiều lần, bây giờ ở tuổi trung niên vẫn chưa đạt được thành tựu gì. Ngô Hữu Tài mất cha từ khi còn nhỏ, chính thân mẫu là người đã một tay nuôi nấng hắn bằng nghề bán cá. Có lẽ do làm việc quá sức, mấy năm trước bà Ngô bị bệnh nặng, nằm liệt giường. Sau Tết năm nay, tình hình ngày càng nghiêm trọng, Ngô Hiếu Tài tìm kiếm đại phu giỏi, nhưng họ đều nói rằng dầu cạn đèn tắt, chỉ còn duy trì được ngày nào hay ngày ấy mà thôi. Ngô Hiếu Tài là một người con hiếu thảo, sau khi cảm thấy đau buồn, hắn đã thay đổi cách sống để thực hiện tâm nguyện ấp ủ từ lâu của mẫu thân. Hôm nay mua bát canh hoa cho mẹ ngày mai cắt vài bộ quần áo mới khi không học hành hắn cũng đi bán cá kiếm tiền dành dụng một ít dạo này hắn tiêu rất nhiều tiền tiết kiệm chỉ để làm mẹ cười bà ngô bệnh nặng thường xuyên hôn mê có khi tỉnh táo có khi lú lẫn bây giờ bà càng ngày càng ít tỉnh táo đã lâu không nhận ra con trai mình vài ngày trước bà còn nói với ngô hiễu tài rằng muốn ra bờ sông ngắm hoa dương không khó để nhìn thấy hoa dương nhưng bà ngô luôn bị nghẹt mũi những năm trước khi xuân đến bà không bao giờ bỏ được khăn tay lúc này ngô hữu tài nghe nói một người bạn học giả từng đến hội đào hoa quay về nói rằng ở phố tây có một y quán bán một loại trà thuốc có tác dụng chữa nghẹt mũi rất hiệu quả ngô hữu tài nghe vậy thì rất cảm động một gói trà thuốc tuy có giá bốn lượng bạc đối với hắn thật sự rất đắt nhưng chỉ cần hắn có thể thỏa mãn tâm nguyện của mẫu thân thì cũng đáng giá. Hắn cẩn thận chia trà thuốc thành từng phần nhỏ, sau đó từ từ nấu trong nồi xứ ở nhà nửa ngày, cho vào bát, khi còn ấm, đốt cho mẹ từng thìa. Sau khi uống xong, bà lại cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Ngô Hữu Tài đi ra ngoài tiếp tục làm cá. Cứ như vậy được ba ngày, sáng sớm ngày thứ ba, bà Ngô lại tỉnh dậy và nói rằng muốn ra bờ sông ngắm hoa dương ngô Hiễu tài cõng mẹ trên lưng dùng khăn che miệng và mũi cho bà rồi đưa bà đến bờ sông bên cầu lạc nguyệt hai bên bờ sông có những gian dành cho khách du lịch nghỉ ngơi hai mẹ con ngô hữu tài bước vào ngồi xuống vừa để mẹ dựa vào mình hắn vừa ngập ngừng gỡ khăn quàng ra khỏi mặt bà từng chút một bà ngô không hề tỏ ra khó chịu đôi mắt của ngô hữu tài dần dần sáng lên xuân thủy sinh này thực sự hữu ích có vô số hút du lịch trên cầu lạc nguyệt cảnh dương liễu xanh bị gió thổi bay dung dinh vô tận ngô hịch tài nhất thời ngơ ngác sau khi mẹ lâm bệnh ban ngày bận bán cá chăm sóc bà ban đêm thắp đèn đọc sách còn chưa có thời gian rảnh rỗi ngắm cảnh đã rất lâu rồi chính lúc này hắn mới nhận ra rằng bất chi bất giác lại một mùa xuân nữa đã đến đây là dương hoa bên cạnh có người lên tiếng hắn quay đầu lại liền thấy mẹ hắn đang nhìn hoa dương bay như sương khói bằng ánh mắt sáng rõ hiếm có. Trong lòng ngô hiểu tài chua xót, suýt chút nữa rơi nước mắt, nhẹ giọng nói, mẹ, đây là dương hoa. Bà ngô chậm rãi quay đầu lại, chăm chú nhìn hắn một lúc, sau đó dường như nhớ ra người trước mặt là ai, con là hiểu tài à. Mẹ cuối cùng cũng nhận ra hắn rồi. Ngô Hữu Tài nắm lấy bàn tay gầy như que củi của mẹ, nghẹn ngào nói, là con đây mẹ. Cây liễu non hai bên bờ xanh mướt, khiến tóc của phụ nhân như bạc. Bà Ngô mỉm cười vỗ nhẹ vào tay hắn, nhẹ nhàng khen ngợi hắn như khi còn nhỏ. Cảm ơn con trai đã đưa mẹ đi xem hoa dương. Ngô Hữu Tài cảm thấy rất buồn. Bà không để ý tới vẻ mặt của hắn, mỉm cười nhìn ngắm hoa dương bay phía xa xa, nói mới nhớ, khi còn nhỏ, con rất thích thả diều trên bờ sông. Mỗi lần qua cầu Lạc Nguyệt, con đều năn nỉ cha mua bánh mì hoa ngô hữu tài nghẹn ngào gật đầu khi ấy hắn vẫn đang ở độ tuổi vô lo vô nghĩ còn có cha mẹ hắn thường xuyên chịu đựng nghẹt mũi cùng hắn ra bờ sông với chiếc khăn tay trên tay vừa phàn nàn vừa cầm diều cho hắn đi theo phía sau sau này cha hắn qua đời mẹ đi làm ở một sạp hàng bán cá hàng ngày bà phải sống với mùi vẩy cá hắn quyết tâm học hành thành đạt không có thời gian ra ngoài dạo chơi. Hôm nay nghe mẹ nói, hắn mới nhận ra rằng đã hơn 20 năm rồi không cùng mẹ ra bờ sông ngắm cảnh. Ngô Hữu Tài cuối cùng không thể kìm được nước mắt. Hắn nhìn thân hình gầy gò, ốm yếu của mẹ mà khóc, tất cả là do con trai bất hiếu. Bao năm qua, con chưa từng lập được công trạng gì để mẹ được hưởng phúc. Mẹ đã vì con mà chịu khổ bao nhiêu năm, vậy mà con không có gì để báo đáp chỉ biết đọc sách, không làm được gì cả. Một bàn tay chạm vào đầu hắn. Nụ cười của người phụ nữ thật dịu dàng, che giấu nỗi đau trong lòng, chỉ nhìn Mô Hữu Tài, nhẹ nhàng nói, "Con trai của ta, con đừng nói như vậy. Nghĩ kỹ ra, là do ta và cha con vô dụng, không có gì để lại cho con. Học tập là chi hướng của con, nhưng dù sao danh tiếng cũng chỉ là vật ngoài thân. Người làm mẹ chỉ mong con mình bình an khỏe mạnh." đã là một điều may mắn rồi. Mẹ chưa từng đọc sách nhưng cũng thấu hiểu vài đạo lý. Con của mẹ có tài, sớm muộn cũng sẽ có tương lai. Hà tất cứ phải canh cánh trong lòng. Ngô Hiễu Tài bật khóc. Người phụ nữ lại mỉm cười nói: hơn nữa, con nói cái gì mà không có gì báo đáp? Không phải con đã tặng mẹ một món quà lớn sao? Ngô Hiễu Tài sừng sốt. Bà Ngô chỉ vào mũi, cười trà thảo mộc con mua rất tốt, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên mẹ có thể đến bờ sông ngắm hoa thoải mái như vậy. Con cũng đừng buồn nữa, cứ thoải mái ngắm phong cảnh, ngày mai lại cõng mẹ đi xem, còn muốn mua một bát móng guốc nóng hổi ăn. Ngô Hữu Tài lau nước mắt, mỉm cười nói, vâng. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn